Chiến thần bất bại, Tiêu Chính Văn. Chương 1151 chúc mừng cậu chiến thắng trở về. Tiêu Chính Văn nói bằng giọng cực kỳ lạnh lùng. Rõ. Mấy binh lính của quân Phá Long nâng cây thánh giá lên rồi đi về phía thành Cẩm Quan. Tiêu Chính Văn, mày làm như vậy nhất định sẽ bị trời trừng phạt. Bọn tao là Long Soái cấp 5 sao của Mễ Quốc, mày không có tư cách đối xử với bọn tao như vậy. Đám người Max cố chịu đựng cơn đau truyền đến từ tay và chân, hét lên đến khản cả cổ. Nhưng đáp lại bọn chúng chỉ có màn đêm vô tận và đám ruồi mũi người thấy mùi máu tanh mà bay tới từ sâu trong rừng. Đứng trên đầu thành, Tiêu Chính Văn liếc mắt nhìn xuống chiến trường đẫm máu bên dưới, rồi nói với hoa hồng đỏ bên cạnh, dùng đạn pháo đốt cháy tất cả xác chết của lực lượng liên quân, nếu không, sau khi xác chết phân hủy, có thể sẽ gây ra bệnh dịch. Rõ. Sau khi hoa hồng đỏ ra lệnh, tất cả xác chết của lực lượng liên quân đều bị chất thành từng ngọn núi nhỏ, sau đó bị biến thành cho bụi bởi đạn pháo và xăng. Sau trận chiến này, liên quân 5 quốc gia, với tổng cộng hơn 200.000 người, đều bị tiêu diệt ở thành Vũ Quan. Không có bất kỳ ai thoát chết. 7 Long Soái cấp 5 sao đều chết trong trận chiến, không một ai sống sót trở về. Khi tin tức này truyền về Long Kinh, cả Long Kinh đều vỡ òa trong tiếng hoan hô. Thậm chí một số người dân Hoa Quốc còn rơi lệ vì xúc động. Long Kinh đã giữ vững, Hoa Quốc đã được bảo vệ, cuối cùng đất nước cũng được thái bình. Lúc này, ở trên cửa vọng Kinh, Từ Kiêu Long đứng thẳng trên thành, nghiêm người nhìn về phía 200.000 quân Phá Long chiến thắng trở về. Chủ soái Từ, trận chiến này quân Phá Long đã giành được công đầu, đáng ra, chúng ta. Đây là điều chúng ta nên làm, nếu Long Kinh thất thủ, Hoa Quốc chắc chắn sẽ có biến, tương lai của chúng ta cũng sẽ trở nên rối ren. Tiêu Chính Văn có thể giết chết 7 Long Soái cấp 5 sao, đây là biểu hiện của thực lực. Lúc này, Từ Kiêu Long thật sự tâm phục khẩu phục Tiêu Chính Văn. Ông ta tự hỏi bản thân, nếu đổi lại là ông ta, trong hoàn cảnh tương tự, liệu ông ta có thể tập hợp với 200.000 quân Phá Long hay không, điều đó vẫn là một ẩn số. Tiêu Chính Văn không chỉ làm được điều đó, hơn nữa anh còn quét sạch quân địch chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi. Thậm chí không hề quá khi nói rằng trận chiến này, Tiêu Chính Văn đã bảo vệ sự sống còn của Hoa Quốc. Dù vậy cũng không thể dồn hết công lao cho anh ta chứ, chúng ta cũng chiếm được thành Vọng Kinh. Từ Kiêu Long quay đầu nhìn phụ tá bên cạnh, rồi lắc đầu nói, nếu Tiêu Chính Văn không chiếm được Vũ Quan và dẫn quân chủ lực của quân địch rời đi, liệu chúng ta có thể chiếm được cửa Vọng Kinh hay không? Không cần phụ tá trả lời, câu trả lời đã ở trong lòng Từ Kiêu Long từ lâu, đó chính là không thể. Đối phương còn có 4 Long Soái cấp 5 sao canh giữ ở đây, chỉ dựa vào một mình Từ Kiêu Long, đừng nói là có thể chiếm được cửa Vọng Kinh, ngay cả việc có thể giữ được tính mạng hay không cũng khó nói. Vua Bắc Lương, chúc mừng cậu chiến thắng trở về. Từ Kiêu Long chào Tiêu Chính Văn dưới cổng thành bằng nghi thức quân đội cao nhất. Tiêu Giao Vương, trận chiến này ông có ít nhất một nửa công lao, nếu ông không chiếm được cửa Vọng Kinh, trận chiến này sẽ khó mà giành được phần thắng, công lao thuộc về cả hai đội quân của chúng ta. Tiêu Chính Văn ngẩng đầu nghiêm nghị nói. Vua Bắc Lương quá khiêm tốn rồi, bản soái chỉ làm đúng chức phận, vua Bắc Lương, mời. Từ Kiêu Long đứng nghiêm. Dùng nghi lễ của cấp dưới với cấp trên để chào Tiêu Chính Văn. Người phụ tá bên cạnh ông ta xấu hổ cúi đầu. So với lòng dạ của Tiêu Chính Văn, anh ta thật sự chính là một kẻ tiểu nhân. Ngước nhìn đội quân của Tiêu Chính Văn hùng hổ tiến về Long Kinh, trong lòng Từ Kiêu Long cũng thầm đổ mồ hôi thay Tiêu Chính Văn. Thực ra, ngay từ khi ở Long Kinh, Từ Kiêu Long đã cảm nhận được trong bộ máy nhà nước dường như có bầu không khí khác thường. Khi tin tức liên quân 5 quốc gia bị đánh bại và gần như bị giết sạch truyền về tổng bộ của liên quân 5 quốc gia, những người đứng đầu quân đội 5 nước đều kinh hãi không nói nên lời. 7 Long Soái cấp 5 sao, trong đó còn có một người vừa thăng cấp thành 6 sao đều đã chết. Tổn thất của trận chiến này thật sự khôn lường. Sao một nhân chứng sống cũng không còn vậy chứ? Người đứng đầu quân đội của một trong những quốc gia đó giận dữ đứng dậy. Gằn giọng hỏi với bức điện tín trên tay. Thật sự là không còn người sống sót, nghe nói,
sau khi thi thể của tất cả mọi người bị thiêu cháy, bị giải khắp các cánh đồng và biến thành phân bón. Hơn nữa, nguyên soái Mars và hai long soái cấp 5 sao khác còn bị đóng đinh trên cây thánh giá, chờ ngày bị mổ bụng. Nghe đến đây, những người đứng đầu quân đội năm nước đều đồng loạt gầm lên một tiếng. Chương 1152 mấy người muốn làm gì? Lúc này, bên trên tường thành Long Kinh, Âu Dương Vũ chống gậy đầu rồng, khuôn mặt mỉm cười nhìn về phương xa, nơi đoàn quân chiến thắng đang hùng dũng tiến về Long Kinh. Đây mới là nhuệ khí vô địch của Hoa Quốc. Âu Dương Vũ chỉ vào những tướng sĩ quân phá Long ở phía trước, trên mặt nở nụ cười hài lòng. Thằng nhóc Tiêu Chính Văn này đúng là có bản lĩnh. Bành Chấn Quốc cũng không kiềm chế được mà rơi những giọt lệ đầy kích động. Lần này, cuối cùng cũng có thể góp lời với thiên tử tiếp tục trọng dụng Tiêu Chính Văn rồi nhỉ. Giang Vạn Long trầm giọng nói. Đúng lúc này, một nhóm cảnh vệ quân đột nhiên bước về phía tường thành, một sĩ quan trong số đó nói với Âu Dương Vũ. Ông Âu Dương, thật xin lỗi, cháu trai ông có dính líu tới một vụ án giết người, mời ông theo chúng tôi trở về tiếp nhận thẩm tra. Hả? Âu Dương Vũ nhíu mày, quay đầu nhìn về phía người dẫn đầu của nhóm cảnh vệ quân, nói cháu trai tôi ư. Năm nay nó mới 19 tuổi, vẫn còn đang đi học, sao có thể? Không đợi Âu Dương Vũ nói xong, sĩ quan đó đã lấy ra lệnh bắt giữ của Tổng cục Chấp pháp, nói thưa ông, thật sự xin lỗi, chúng tôi chỉ làm theo mệnh lệnh, mong ông đừng làm khó chúng tôi. Dứt lời, sĩ quan đó vẫy tay với nhóm cảnh vệ quân phía sau lưng, cưỡng ép đeo còng tay cho Âu Dương Vũ. Mấy người muốn làm gì? Ông Âu Dương là các lão của Long Các chúng tôi, đâu phải mấy người muốn bắt là có thể bắt ngay được. Tần Hán Quốc và Giang Vạn Long nhìn thấy cảnh tượng này cũng lập tức nổi giận. Hai vị các lão, chúng tôi chỉ đang thực thi mệnh lệnh, nếu như hai vị có ý kiến gì khác thì có thể nói với thiên tử, mong đừng làm khó chúng tôi. Tên sĩ quan cảnh vệ quân ngoài miệng nói như vậy, nhưng trên mặt lại mang theo vài phần thách thức. Ngay sau đó, hắn chẳng buồn để tâm tới Tần Hán Quốc và Giang Vạn Long, mà phất tay lên nói, dẫn đi. Âu Dương Vũ tức giận tới mức sâu dựng đứng hết cả lên, ngay cả một câu nói cũng không thốt lên nổi. Mấy cảnh vệ quân áp giải Âu Dương Vũ tới thẳng một căn phòng hành hình bí mật. Lúc Âu Dương Vũ bị áp giải vào phòng hành hình thì nhìn thấy một cậu thanh niên 18-19 tuổi đã bị đánh đến mức máu thịt lẫn lộn. Người đầy thương tích. Tuấn Nhi. Âu Dương Vũ vừa nhìn đã nhận ra ngay cháu trai của mình. Thế nhưng lúc này, Âu Dương Tuấn đã thoi thóp gần tắt thở. Cậu ta cố gắng mở hé mắt, nói với Âu Dương Vũ, ông nội, cháu trong sạch. Bốp. Một gã đàn ông ngồi trong bóng tối đập mạnh lên mặt bàn, phẫn nộ nói, to gan. Giấy trắng mực đen, bên trên còn có chữ ký thừa nhận chính tay cậu viết. Cậu còn dám nói bản thân mình trong sạch sao? Người đâu, dùng hình cho tôi. Nghe thấy vậy, mấy gã đàn ông lực lưỡng lấy một que hàn ra từ bên trong lò lửa, tàn nhẫn dí lên trên ngực của Âu Dương Tuấn. Xèo. Một luồng khói trắng bốc lên, Âu Dương Tuấn đau tới mức ngất xỉu ngay tại chỗ. Mấy người đang bức người nhận tội. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1153 ông ngậm máu phun người. Âu Dương Vũ phẫn nộ nhìn người đàn ông trong bóng tối. Ông Âu Dương, nhìn cháu trai của mình bị giày vò thành ra như vậy, trong lòng có đau xót không? Đúng lúc này, ông Lạc chậm rãi bước ra từ trong căn phòng bên cạnh, chắp hai tay sau lưng, cười khẩy nhìn Âu Dương Vũ. Hóa ra là ông. Âu Dương Vũ lập tức hiểu ra tất cả. Thế nhưng lúc này, tất cả đều đã quá muộn. Hừ, dám công khai chất vấn tôi ở triều đường, ông đúng là chán sống. Nếu ông đã thích lo chuyện bao đồng như thế, thì để tôi nhìn xem ai sẽ tới lo chuyện của ông. Dứt lời, ông Lạc phất tay, mấy gã đàn ông vạm vỡ bắt trói Âu Dương Vũ lên trên chiếc ghế sắt bên cạnh. Mấy người muốn làm gì hả? Tôi nhận được đơn tố giác của người dân, nói rằng cháu trai của ông cưỡng ép phụ nữ, người ta không chịu nghe theo nên đã thẳng tay giết chết. Cục chấp pháp đi bắt người thì lại bị ông sai khiến giật dây đánh chết giữa đường. Người ta vẫn thường hay nói, lưới trời lồng lộng tuy thưa nhưng không khó thoát, tôi khuyên ông, tốt nhất vẫn nên nhận tội sớm, tránh việc ra thịt phải chịu đau đớn. Ông Lạc chắp tay sau lưng, nói với vẻ đắc ý.
Sở dĩ ông ta lựa chọn ra tay vào hôm nay là bởi vì tất cả mọi người đều đang chúc mừng cho công trạng của Tiêu Chính Văn, thiên tử cũng vì chuyện Tiêu Chính Văn đại thắng trở về mà mở tiệc linh đình. Vào lúc này, ngoài những chủ đề có liên quan đến công trạng của Tiêu Chính Văn ra thì thiên tử tuyệt đối sẽ không chịu nghe thêm dù chỉ một chữ. Đồng thời, ngoài ba người còn lại của Tứ Lão Long Các thì cũng tuyệt đối chẳng có ai trong số các quan văn quan võ kêu oan cho Âu Dương Vũ. Tiếng nói của ba người sao có thể áp chế được sự ồn ào huyên náo của cả đám quan chức chứ? Hừ, ông ngậm máu phun người. Hồi Âu Dương Vũ còn trẻ cũng là một người thượng võ, đâu có chuyện bị ông Lạc dọa sợ chứ? Không chịu nhận tội sao? Tốt, tốt lắm, mọi người đều nói lòng người cứng rắn như sắt nhưng cũng chẳng thể là sắt. Quân pháp như lò thiêu mà lại đúng là lò thiêu, ông không nhận tội thì cũng không thể trách chúng tôi được đâu. Ra tay! Ông Lạc nở nụ cười độc ác nhìn mấy gã đàn ông lực lưỡng đang lột bỏ đồ của Âu Dương Vũ. Bốp, bốp, bốp! Mấy gã đàn ông lực lưỡng không nói nhiều lời, giơ tay quất liên tiếp ba roi, khiến da thịt Âu Dương Vũ rách toác, máu chảy ròng ròng. Nhưng Âu Dương Vũ vẫn khăng khăng nghiến răng, hai mắt phẫn nộ nhìn thẳng vào ông Lạc, thốt ra một câu từ trong kẽ răng, tên họ Lạc kia, tôi có làm ma cũng sẽ không bỏ qua cho ông. Thấy Âu Dương Vũ trừng mắt nhìn mình chằm chằm, ông Lạc khẽ lùi ra sau nửa nước, vẻ mặt lập tức trở nên gượng gạo. Đường đường là một quốc sư, vậy mà lại bị một lão già đang trói ngồi trên ghế sắt dọa sợ lùi ra sau nửa bước, khiến ông ta không còn mặt mũi gì nữa. Người đâu, móc hai mắt của ông ta ra cho tôi. Ông Lạc chỉ vào mũi của Âu Dương Vũ, hung tợn gầm lên. Hai gã đàn ông lực lưỡng cầm dụng cụ tra tấn trông giống như cái thìa, móc thẳng vào hai mắt của Âu Dương Vũ. A! À, nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Âu Dương Vũ, ông Lạc ngửa mặt cười lớn. Ha ha, Âu Dương Vũ, oai phong trên triều đường ngày hôm đó của ông đâu rồi? Tôi không chỉ muốn ông sống không bằng chết mà còn muốn tiêu diệt hết cả dòng họ nhà ông. Chương 1154 rõ, thuộc hạ hiểu rồi. Để Tiêu Chính Văn và mấy lão già Long Các sắp vào quan tài như mấy người phải tỉnh táo lại một chút. Đánh cho tôi, đánh chết thì dùng tay của ông ta lăn dấu vân tay chấp thuận cho tôi. Ông Lạc vừa dứt lời, các loại công cụ hành hình đã đồng loạt chĩa vào người Âu Dương Vũ. Dù sao Âu Dương Vũ cũng tuổi cao sức yếu, đã 5 năm không thể tham gia việc chính trị của Long Các, sao có thể chịu nổi sự đày đọa như này chứ? Chưa đến nửa tiếng đồng hồ, ông ấy đã chút hơi thở cuối cùng trong niềm uất hận. Thế nhưng mãi tới lúc chết, Âu Dương Vũ cũng không nói nửa lời cầu xin ông Lạc. Lấy được khẩu cung, ông Lạc nhếch mép cười khẩy, nói với sĩ quan đang đứng bên cạnh, Âu Dương Vũ sợ tội nên tự sát, chuyện tiếp theo có lẽ cậu cũng biết nên làm thế nào rồi nhỉ. Nói xong, ông ta đưa bản khẩu cung đã cưỡng chế lấy dấu vân tay cho gã đàn ông kia. Rõ, thuộc hạ hiểu rồi. Dứt lời, hắn phất tay nói với đám cảnh vệ quân bên ngoài cửa, tịch thu nhà của Âu Dương Vũ cho tôi. Lúc nhà Âu Dương Vũ bị hàng trăm tên lính cảnh vệ quân bao vây, một người giúp việc của nhà họ Âu Dương ra ngoài mua thức ăn trở về, nhìn thấy cảnh tượng này thì hốt hoảng vứt bỏ giỏ thức ăn trong tay, trốn vào trong một tiệm tạp hóa. Mãi đến khi cảnh vệ quân đi xa, người giúp việc này mới chạy như điên về phía thiên tử các. Đúng lúc thiên tử giơ ly rượu lên mời Tiêu Chính Văn trước mặt tất cả các quan chức. Bên ngoài cửa thiên tử các đột nhiên truyền đến một giọng nói hớt ha hớt hải, các lão Âu Dương bị tịch thu nhà rồi. Các lão Âu Dương bị tịch thu nhà rồi. Cho dù người giúp việc đó có hô khàn cả cổ họng thì trong đại điện văn võ bá quan vẫn đang chúc mừng Tiêu Chính Văn không ngớt. Tiếng la hét của anh ta dường như biến mất trong tiếng chúc mừng, không thể phân biệt được. Mấy tên lính ngự lâm quân đứng ngoài cửa nghe thấy anh ta hét đến nứt hơi khản tiếng. Nhanh chân tiến lên chặn anh ta lại quát to gan. Mày là ai mà dám xông vào Long Các? Muốn chết à? Một tên lính ngự lâm quân đẩy anh ta ra sau mấy mét. Đúng lúc này, Giang Vạn Long mang bộ công trạng từ thiên tử các đi ra, đang chuẩn bị tới Long Các, truyền đạt ý chỉ khen thưởng. Vừa đi tới cửa Long Các, ông ấy đã nhìn thấy mấy tên lính ngự lâm quân đang đuổi người của các lão Âu Dương. Vốn dĩ, đám người Giang Vạn Long nghĩ đợi đến lúc tiệc chúc mừng kết thúc, mới báo cáo chuyện của các lão Âu Dương lên thiên tử, xử lại bản án oan cho ông ấy. Lúc liếc nhìn thấy người bị đuổi, Giang Vạn Long vội quát, dừng tay.
Mấy tên lính ngự lâm quân thấy Giang Vạn Long vội lui sang một bên, nhưng vẫn trợn mắt nhìn chằm chằm vào người giúp việc đó như muốn uy hiếp. Cậu là người của nhà nào? Sao lại dám xông vào Long Các? Giang Vạn Long tiến lên một bước nâng người giúp việc đó đứng dậy. Ông là Giang Vạn Long, các lão Giang. Tôi là người giúp việc của các lão Âu Dương. Tôi tên là Trương Phú. Người đó vừa nói vừa bật khóc quỳ xuống trước mặt Giang Vạn Long. Thấy Trương Phú khóc nức nở, Giang Vạn Long vội nhíu mày hỏi, Trương Phú. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Sao cậu lại ở đây? Chương 1155 chuyện này thiên tử không hề biết. Các lão Giang, cứu mạng, nhà họ Âu Dương bị tịch thu rồi, tất cả mọi người đều đã bị cảnh vệ quân bắt đi. Dứt lời, Trương Phú càng khóc lớn hơn. Cái gì? Nghe thấy vậy, Giang Vạn Long không khỏi hít sâu một hơi, toàn thân ớn lạnh, vội trấn an Trương Phú, cậu đừng khóc nữa, bây giờ tôi đi bẩm báo lên thiên tử, chuyện của nhà họ Âu Dương, mấy lão già chúng tôi sẽ lo. Nói xong, Giang Vạn Long cũng không đi tới Long Các nữa mà quay người đi thẳng về đại điện của thiên tử các. Lúc này, văn võ bá quan đều đang luân phiên nhau kính rượu Tiêu Chính Văn. Yên lặng, Giang Vạn Long quay về đến đại điện, tức giận gầm lên một tiếng. Nhưng chẳng có ai nghe thấy lời của ông ấy, mọi người vẫn ồn ào chúc rượu, ở gần đó còn có vài ông lão đang chơi oẳn tù tì uống rượu. Tất cả im lặng cho tôi. Cho dù Giang Vạn Long có hét thế nào cũng chẳng có ai nghe thấy lời ông ấy. Thấy vậy, Giang Vạn Long đi nhanh tới trước mắt Tiêu Chính Văn, đẩy mấy vị quan văn đang kính rượu ra quát, lui xuống hết cho tôi. Yên lặng, mấy vị quan văn đang kính rượu bị dọa đến mức sững sờ. Thiên tử cũng nhíu chặt mày. Tiêu Chính Văn quay đầu lại nhìn Giang Vạn Long, ông Giang, có chuyện gì vậy? Có chuyện gì vậy? Giang Vạn Long nghiến răng nghiến lợi nói, các lão Âu Dương đã bị bắt, nhà họ Âu Dương bị tịch thu rồi. Giang Vạn Long vừa dứt lời, Tiêu Chính Văn bất giác sửng sốt, các lão Âu Dương bị tịch thu nhà sao? Ông ấy đã không liên quan tới việc chính trị suốt 5 năm nay, sao lại bị tịch thu tài sản? Ông Giang, ông vừa nói gì cơ? Thiên tử vẫy tay với đám quan chức, nhưng xung quanh vẫn còn vài quan văn lớn tuổi còn đang mải chơi oẳn tù tì uống rượu. Uống đến mức hăng say. Bộp, thiên tử đột nhiên vỗ lên thư án, tức giận khiển trách mấy ông lão đang mải mê chơi đùa kia, Vạn Tử Xương, Lư Thanh Bình. Mấy người các ông còn dám ồn nào nữa thì cút hết ra khỏi thiên tử các cho tôi. Thấy thiên tử đột nhiên nổi giận, lúc này mấy ông lão này mới hơi dừng lại. Các lão Âu Dương bị tịch thu tài sản rồi. Vừa nãy tôi đưa bộ công trạng tới Long Các vừa hay gặp được người giúp việc của các lão Âu Dương ở ngoài cửa. Tôi muốn hỏi rõ thiên tử, các lão Âu Dương có tội gì mà phải rơi vào cảnh bị tịch thu tài sản và cả nhà bị bắt giết? Giang Vạn Long tức giận đến mức mặt mũi đỏ bừng, hai mắt như phát ra tia lửa. Hừ, thiên tử nghe xong cũng rùng mình. Chuyện này thiên tử không hề biết. Sao lại có chuyện này, tôi chưa từng ra mệnh lệnh này, nhất định là cấp dưới truyền nhầm mệnh lệnh rồi. Thiên tử nhíu mày nói. Chương 1156 thi thể Trương Phú đâu? Người giúp việc của các lão Âu Dương đang bên ngoài cửa, có thể gọi cậu ấy vào đại điện hỏi thì biết. Giang Vạn Long nói lớn. Thiên tử do dự một hồi rồi khẽ gật đầu. Giang Vạn Long lập tức nói với mấy người lính ngự lâm quân, còn không mau dẫn người giúp việc của các lão Âu Dương vào đây. Không lâu sau, mấy người lính ngự lâm quân cùng nhau tiến vào đại điện nói với thiên tử, khởi bẩm thiên tử. Chúng tôi chưa từng gặp bất kỳ người giúp việc nào của các lão Âu Dương. Có phải các lão Giang đã nhìn nhầm rồi không? Gì cơ? Giang Vạn Long quay đầu nhìn tên lính ngự lâm quân bẩm báo, vừa nãy chỉ có mình hắn chặn Trương Phú ở ngoài cửa. Trương Phú bị các cậu đưa đi đâu rồi? Nói. Việc này thật quá lộ liễu, trước mặt Giang Vạn Long lại dám bày ra thủ đoạn này, sao ông ấy có thể không nổi giận chứ? Các lão... Chúng tôi thật sự chưa từng gặp người mà ông nói, hơn nữa cũng không phải một mình tôi không thấy, mọi người đều không nhìn thấy, vừa nãy ông ở ngoài cửa nói chuyện với không khí một hồi rồi quay người đi vào đây. Nói thật lòng mấy người chúng tôi còn đang thắc mắc, rốt cuộc là ông bị làm sao? Tên lính ngự lâm quân nở nụ cười xem thường, nói chuyện cũng rất có tính thuyết phục. Tiêu Chính Văn liếc nhìn tên lính ngự lâm quân đó rồi cất bước đi lên phía trước. Rút ra một cây kim châm nói,
không cho anh nếm chút đau khổ thì anh không định nói sự thật phải không? Tên đứng đầu nhóm Ngự Lâm quân liếc nhìn cây kim châm trong tay Tiêu Chính Văn, tức giận nói, vua Bắc Lương, dù anh lập được công lao to lớn nhưng cũng không thể ăn không nói có. Chúng tôi không. Hắn còn chưa dứt lời, kim châm của Tiêu Chính Văn đã đâm vào một trong các huyệt đạo của hắn. Cây kim châm này vừa đâm vào, tên lính đó lập tức biến sắc, không tới 2 giây đã kêu lên một tiếng khổ sở rồi ngã xuống đất, hai tay ôm lấy bả vai, phát ra từng tiếng kêu đau đớn thảm thiết. Y thuật ngoài việc cứu người còn có thể giết người, cũng có thể dùng để tra hỏi. Cây kim châm vừa đâm xuống, tên lính Ngự Lâm quân đột nhiên cảm thấy cơ thể đau đớn không ngừng, nằm quằn quại dưới đất. Mà cảm giác đau đớn vì bị kim châm này nhanh chóng lan ra toàn thân. Thiên tử và các quan văn võ đều ngơ ngác nhìn Tiêu Chính Văn, trước mặt thiên tử các lại dám dùng hình, trước tới nay chỉ có một mình Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn, cậu thật to gan, đây là đâu chứ, cậu dám dùng hình ở nơi này sao? Một vị quan văn tỏ vẻ tức giận gạt đám người ra chỉ vào Tiêu Chính Văn chỉ trích. Đây là đâu, lẽ nào thiên tử các không phải là nơi biểu dương chính nghĩa sao? Tiêu Chính Văn lạnh lùng hỏi ngược lại. To gan, nhiều cấm vệ quân như vậy. Ông ta còn chưa kịp nói xong, đã thấy tên lính Ngự Lâm quân đó kêu lên thảm thiết, vua Bắc Lương xin tha mạng, tôi nói. Đây là do ông Lạc dặn dò chúng tôi. Nếu nhìn thấy người nhà họ Âu Dương thì phải lập tức giết chết. Tên Trương Phú kia đã chết rồi. Cầu xin anh, tha cho tôi. Nghe thấy vậy, quan văn võ trong triều đều hết sức kinh hãi, ngay cả vẻ mặt thiên tử cũng rất khó coi. Thi thể Trương Phú đâu? Thiên tử lạnh lùng dò hỏi. Chương 1157 làm theo lệnh. Đang giấu ở trong phòng gác cổng, thiên tử tha mạng. Tên đứng đầu nhóm Ngự Lâm quân khóc lóc thảm thiết. Thiên tử, các lão Âu Dương đã phạm tội gì, có thể nói cho tôi biết không? Tâm trạng Tiêu Chính Văn nặng trĩu bước đến lớn giọng nói. Chuyện này, tôi cũng không biết, nhưng nghĩ lại hẳn là các lão Âu Dương đã phạm lỗi. Thiên tử nhíu mày lẩm bẩm nói. Thiên tử, bọn tôi chỉ muốn hỏi trước đó tại sao các lão Âu Dương lại bị cảnh vệ quân bắt đi ở trên tường thành. Nhưng vì hôm nay là tiệc mừng của vua Bắc Lương nên mới nhẫn nhịn không hỏi, không ngờ mấy người đó lại dám ra tay với các lão Âu Dương. Tần Hán Quốc bước đến trước kể lại cảnh tượng vừa xảy ra lúc nãy cho các quan chức. Nghe Tần Hán Quốc kể lại xong, trong số các quan chức có người cười khẩy, có người kinh ngạc, có người tự cảm thấy thật nguy hiểm. Nghe thế, thiên tử cũng cau mày. Thiên tử từng gặp Âu Dương Tuấn, thanh niên này có tri thức hiểu lễ nghĩa. Hơn nữa lại được giáo dục rất nghiêm khắc từ nhỏ, đừng nói là giết người, đến cả gà cậu ta cũng không dám giết. Xin thiên tử cho phép tôi được đi thẩm vấn. Tiêu Chính Văn bước lên trước một bước nói với thiên tử. Vậy, cũng được, nếu cậu và ba vị các lão có ý kiến gì khác thì có thể đến quan sát quá trình thẩm tra, những người khác có ý kiến phản đối gì cũng có thể đi cùng. Dứt lời, thiên tử đứng lên bước xuống đài Cửu Long, tâm trạng nặng nề đi ra khỏi đại điện. Mấy người Tiêu Chính Văn cũng nhanh chóng đuổi theo sau thiên tử. Các quan chức chố mắt nhìn nhau sau đó cũng vội vàng đi theo. Nếu ngay cả thiên tử cũng quan tâm đến chuyện này như thế thì dù họ không muốn đi cũng phải đi cùng. Mọi người đi theo thiên tử ra khỏi thiên tử các, sau vài lần dò hỏi mới biết được Âu Dương Vũ bị dẫn đến phòng hành hình. Sau đó bọn họ đi theo phía sau thiên tử cùng đến căn phòng đó. Khoảnh khắc cánh cửa vừa mở ra. Tất cả mọi người đều sửng sốt. Chỉ thấy cả người Âu Dương Vũ dính đầy máu ngồi trên một cái ghế sắt, ai đó đã móc hết hai mắt ông ấy, trên người chằng chịt vết dao và vết gậy. Chết vô cùng thê thảm. Các lão, Giang Vạn Long, Bành Trấn Quốc và Tần Hán Quốc vừa thấy thế vội vã chạy đến cởi dây trói trên người Âu Dương Vũ xuống. Các lão, sao, ông lại ra đi thế này? Giang Vạn Long kéo tay Âu Dương Vũ. Hai hàng nước mắt chảy dài. Mấy anh em bọn tôi cũng chẳng thể gặp mặt ông lần cuối. Là ai, ai đã làm thế này? Tần Hán Quốc lau nước mắt, quay đầu lại hét lên với mấy gã đàn ông lực lưỡng đứng bên cạnh. Mấy tên đó hoảng sợ quỳ xuống đất liên tục dập đầu nói, các lão, ông đừng tức giận, chúng tôi cũng chỉ làm theo lệnh thôi. Làm theo lệnh. Chương 1158 vụ án này do ai thẩm tra? Tiêu Chính Văn lạnh lùng đảo mắt nhìn mấy gã đàn ông quỳ dưới đất nói, lệnh của ai?
Ông Âu Dương là một trong tứ lão Long Các, dù có là thiên tử cũng không được tùy tiện tra tấn ông ấy như thế, các người lại nghe theo lệnh của ai? Lệnh của ai mà có thể lớn hơn thiên tử? Mấy tên đó sợ vỡ mật, chỉ ra sức dập đầu xuống đất, không thể mở miệng trả lời được nửa chữ. Là lệnh của tôi đấy. Lúc này một giọng nói vang lên từ ngoài cửa. Mọi người nhìn về hướng phát ra âm thanh, chỉ thấy ông Lạc phe phẩy chiếc quạt trong tay sải bước đi đến, đắc ý bước vào phòng hành hình. Ông! Tiêu Chính Văn nghiến răng, siết chặt nắm đấm nói, rốt cuộc các lão Âu Dương đã phạm tội gì, ông phải giải thích rõ ràng cho tôi, nếu không dù ông là ai đi chăng nữa cũng phải chết. Hừ! Ông Lạc lạnh lùng hừ một tiếng, liếc nhìn Tiêu Chính Văn, sau đó bước đến gần thiên tử nói, thiên tử, Âu Dương Vũ có hành vi không đứng đắn, ỷ vào thân phận các lão mà tùy tiện chèn ép người lương thiện. Thiên tử xem, đây là lời khai của ông ta và cháu trai của ông ta. Dứt lời, ông Lạc đưa lời khai đã chuẩn bị sẵn trước đó cho thiên tử, không hề quan tâm đến những lời của Tiêu Chính Văn. Thiên tử chỉ liếc nhìn sơ qua rồi nhíu chặt mày nói, đây, là dấu vân tay của Âu Dương Tuấn và Âu Dương Vũ thật à? Đừng nói là thiên tử, ngay cả những người thù ghét, đối đầu với Âu Dương Vũ cũng không thể nào tin. Thiên tử hãy điều tra rõ ràng, chuyện này do chính Âu Dương Vũ thú nhận, còn có lời khai của cháu ông ta ở trên nữa. Nói xong, ông Lạc cũng đưa lời khai của Âu Dương Tuấn ra. Sau khi đọc xong, thiên tử tiện tay đưa hai bản lời khai cho mấy người Giang Vạn Long. Không thể nào! Giang Vạn Long vừa đọc qua một lượt, lập tức phẫn nộ gào lên. Tiêu Chính Văn đọc xong nội dung trên tờ khai cũng cười khẩy nói, đây là dấu vân tay của các lão Âu Dương khi đang ở trong tình trạng này à? Nếu ông có thể lăn được dấu vân tay như thế này khi còn đang sống thì tôi còn có thể tin là thật đấy. Tiêu Chính Văn vừa nói vừa tung hai tờ khai trong tay lên không trung, nói với mọi người, rõ ràng dấu vân tay này là người khác cưỡng ép các lão Âu Dương lăn lên sau khi đã chết. Dứt lời, Tiêu Chính Văn nói đến vài chi tiết khả nghi, rõ ràng nhất là dấu vân tay này, gần như vừa khít với kích cỡ ngón cái của Âu Dương Vũ. Nhưng trong trạng thái bình thường, không ai có thể lăn được dấu vân tay như vậy cả, chỉ có người sau khi chết, lo lắng bị người khác nhìn ra là giả mới lăn vân tay của cả ngón cái như thế, đây chính là một sai lầm bị sự thông minh hại. Các quan chức đồng loạt đổ dồn ánh mắt về phía ông Lạc. Đó chỉ là lời nói từ phía cậu thôi, vừa có lời khai vừa có dấu vân tay ở đây, thế nên giết các lão thì có gì không thỏa đáng sao? Âu Dương Vũ đáng chết, hơn nữa cả nhà ông ta đều đáng chết. Chèn ép. Bắt nạt người dân, loại người này nên bị chém nghìn lần. Dù ông ta có là các lão Long Các thì thế nào? Lẽ nào các lão có thể lăng mạ hàng triệu người dân sao? Có thể có đặc quyền được à? Đất nước này là của thiên tử chứ không phải của Âu Dương Vũ ông ta. Ông Lạc cao giọng nói. Lúc này ông Lạc thậm chí đã không thèm che giấu nữa, ngang ngược phát ngôn. Ông dám! Tiêu Chính Văn bước đến tức giận liếc xéo ông Lạc. Anh cũng giơ cao nắm đấm lên. Hừ, sao nào, còn muốn đánh tôi ngay trước mặt thiên tử sao? Đây này, đánh đi. Ông Lạc nở nụ cười khiêu khích nhìn Tiêu Chính Văn nói. Bốp, ngay lúc ông Lạc cho rằng Tiêu Chính Văn chắc chắn không dám đánh ông ta trước mặt thiên tử, hơn nữa dù Tiêu Chính Văn không kiềm chế được thì thiên tử cũng sẽ lên tiếng ngăn lại. Nhưng mọi người không ngờ được rằng Tiêu Chính Văn không đấm mà đổi sang tát ông ta một bạt tai. Khiến ông Lạc xoay tròn 5 vòng, rơi hết 4-5 cái răng. Cả người ông ta mềm nhũn ngã nhào xuống đất. Mặc dù Tiêu Chính Văn tát không quá mạnh nhưng ông Lạc bị đánh đến mức đầu óc kêu ong ong, nổ đom đóm mắt. Mãi một lát sau mới trở lại bình thường. Tiêu Chính Văn, cậu dám đánh tôi sao? Ông Lạc giãy giụa bò dậy nói với thiên tử, cậu nhìn hắn đi, rõ ràng hắn muốn làm phản, công khai đánh quốc sư của cậu trước mặt cậu đấy. Thiên tử liếc nhìn ông Lạc, bình tĩnh nói, vụ án này do ai thẩm tra? Chương 1159 có điều luật này nữa à? Thiên tử hiểu rất rõ ông Lạc là hạng người mưu mô xảo quyệt như thế nào. Sở dĩ thiên tử để ông Lạc tự do ngang ngược hống hách là bởi vì đang đợi người sau lưng ông ta lộ diện mà thôi. Nhưng việc gì cũng phải có giới hạn. Âu Dương Vũ là các lão ba đời của Long Các. Không chỉ từng hầu hạ thiên tử đời trước mà còn là một trong những các lão mà thiên tử đời trước coi trọng nhất. Ai cũng có thể giết,
chỉ có mỗi các lão Âu Dương là không thể giết. Ông ta đã chạm tới điều cấm kỵ của thiên tử. Hừ, chuyện này là do Mã Duy Quân tự mình làm. Ông Lạc dè dặt nói. Mã Duy Quân không chỉ là người đứng đầu của cảnh vệ quân, còn là con rể của thiên tử cũ. Ồ, Mã Duy Quân đúng là kỳ tài, hắn đầu rồi. Thiên tử nhếch miệng cười nhạt. Nhưng hai tay ở sau lưng đã siết chặt thành nắm đấm. Thưa thiên tử, Mã Duy Quân đang giám sát việc thi hành chém người. Chắc hẳn lúc này đã trở về rồi. Ông Lạc nở nụ cười đắc ý, nói. Cái gì, giám sát việc chém ai cơ? Tần Hán Quốc bỗng quay đầu hỏi. Ông Lạc chỉnh lại vạt áo, nói, đương nhiên là giám người nhà Âu Dương. Dựa theo pháp luật Hoa Quốc, tội mà ông ta phạm phải là tội lớn phải bị giết cả gia tộc, không tránh khỏi việc tịch thu tài sản và chém chết cả nhà. Mẹ kiếp! Giang Vạn Long tức giận tới mức chửi tục, chỉ vào mũi ông Lạc nói, quốc lão của một nước, cho dù chịu phạt cũng phải được thiên tử phê chuẩn, các người không nhận được mệnh lệnh của thiên tử, lại không có lời khai khi thẩm vấn mà lại dám tịch thu nhà của quốc lão sao? Hả, có điều luật này nữa à? Xin lỗi, tôi không hiểu rõ luật pháp của Hoa Quốc lắm. Ông Lạc bật cười ha ha, nói. Phụt! Giang Vạn Long giận tới mức nôn ra máu. Tiêu Chính Văn vội vàng tiến lên đỡ lấy Giang Vạn Long, lên tiếng khuyên nhủ, ông Giang, ông phải chú ý giữ gìn sức khỏe. Thiên tử, người này đã hãm hại trung thần, nên trừng phạt theo pháp luật. Giang Vạn Long thở hổn hển, chỉ vào mũi ông Lạc, run rẩy nói. Suy cho cùng ông Lạc cũng không hiểu rõ về luật pháp Hoa Quốc, không phải cố tình làm vậy. Thiên tử vừa dứt lời, ba người Giang Vạn Long, Bành Chấn Quốc và Tần Hán Quốc đều sững sờ, đám quan chức cứ lấm la lấm lét nhìn nhau. Trong nháy mắt, cả căn phòng lặng yên như tờ. Giang Vạn Long nước mắt lưng tròng nhìn Âu Dương Vũ, sau hồi lâu mới yên lặng gật đầu liên tục, đẩy Tiêu Chính Văn ra, lảo đảo sải bước tới gần thiên tử, quỳ sụp xuống đất. Chương 1160 cậu to gan quá rồi đấy. Hành động này của ông ấy khiến thiên tử và tất cả quan chức văn võ vô cùng khó hiểu. Ông Giang, ông đây là... Thiên tử, tôi, già rồi, tôi đã làm việc ở Long Các hơn 30 năm, tôi mệt rồi, không thể giúp sức cho thiên tử được nữa, tôi xin thiên tử phê chuẩn cho tôi được lập tức từ chức về quê. Dứt lời, Giang Vạn Long dập mạnh đầu xuống đất. Hai. Thiên tử hít sâu một hơi, Giang Vạn Long muốn đi rồi sao? Thiên tử, hai ông già chúng tôi cũng không còn trẻ nữa, chúng tôi thật sự không muốn rơi vào kết cục như Âu Dương Vũ, tới lúc chết, ngay cả một người để minh oan cho mình cũng không có. Đúng vậy, nếu thiên tử quý trọng ông Lạc như vậy thì ba người chúng tôi nguyện giao lại Long Các, từ nay trở đi sẽ từ chức về quê. Hai người Bành Chấn Quốc và Tần Hán Quốc nói xong, tiện tay lấy con dấu từ trên người xuống. Ném xuống đất vang lên tiếng bốp, rồi xoay người bước ra khỏi phòng hành hình. Giang Vạn Long cũng đứng dậy theo, cân nhắc cầm con dấu trong tay, cười khinh khỉnh, sau đó ném xuống đất và nghênh ngang rời đi. Xin ba các lão dừng bước. Thiên tử vội xoay người, đuổi vài bước về phía trước. Nhưng nhóm Giang Vạn Long lại không có ý định quay đầu, nhanh chóng biến mất khỏi phòng hành hình. To gan, láo xược. Ông Lạc trừng to mắt. Chỉ vào bóng lưng ba người, nói, mấy người dám bước ép trước mặt thiên tử. Người đâu, bắt ba người bọn họ lại cho tôi. Một tên cảnh vệ quân vừa sải bước thì âm thanh của con dao quân đội năm cạnh vang lên, chém đầu hắn rơi xuống. Mười mấy cảnh vệ quân còn lại ở ngoài sợ hết hồn, vội lui về sau, đôi mắt vô cùng hoảng sợ nhìn về phía ông Lạc. Tiêu Chính Văn, cậu to gan quá rồi đấy. Ông Lạc thấy tên cảnh vệ quân kia bị giết cũng sợ chết khiếp, nhưng ông ta không tin Tiêu Chính Văn dám giết ông ta trước mặt thiên tử. Ai dám cản ba các lão rời kinh thì Tiêu Chính Văn tôi lấy danh nghĩa người đứng đầu điện thần Long ra để thề, sẽ tiêu diệt cả nhà người đó. Âm thanh Tiêu Chính Văn tựa như chuông lớn, mạnh mẽ nói. Hai. Không chỉ đám quan chức sợ hãi mà ngay cả những tên lính cảnh vệ quân đang tính toán sau khi Tiêu Chính Văn rời đi sẽ xông tới tịch thu tài sản, cũng sợ tới mức đổ mồ hôi lạnh cả người. Thiên tử, chiếc áo chiến bào này bản soái mặc đủ rồi, hôm nay tôi trả lại cho thiên tử trước mặt các lão Âu Dương. Năm đó lúc bản soái nhập ngũ cũng nhờ sự dẫn dắt của các lão Âu Dương. Hôm nay,
trước linh hồn của các lão Âu Dương, tôi chính thức cởi áo lính về quê. Từ nay trở đi, tất cả chiến sự của Hoa Quốc đều không liên quan tới tôi. Tạm biệt. Soạt. Chiến bào hoa văn rồng xanh được Tiêu Chính Văn cởi xuống ngay trước mặt, rồi đắp trên người Âu Dương Vũ. Ngay sau đó, anh nói với đám người hoa hồng đỏ đang đứng ở cửa, sau khi tôi đi, sự an toàn của Hoa Quốc sẽ gắn liền trên vai mọi người. Chủ soái Tiêu, cậu. Thiên tử chưa nói xong, Tiêu Chính Văn đã đứng lên, nói thiên tử, nể tình các lão Âu Dương nhiều lần lập công vì Hoa Quốc, vẫn mong thiên tử tổ chức lễ an táng cho các lão Âu Dương thật long trọng. Nếu không, lòng người trong cả nước sẽ nguội lạnh trong chốc lát. Chương 1161 Khương Vi Nhan mất tích hư. Do dự một lát, Tiêu Chính Văn vẫn bắt máy. Alo, tôi là Tiêu Chính Văn. Anh Tiêu, không ổn, xảy ra chuyện lớn rồi. Đầu bên kia vang lên giọng nói của một cô gái trẻ tuổi. Cô là... Tiêu Chính Văn khẽ cau mày, anh không thể phân biệt được đối phương là ai khi chỉ thông qua giọng nói. Tôi là Tiểu Tần trợ lý của sếp Khương đã không đến công ty 3 ngày rồi, hơn nữa cũng không thấy cô ấy ở nhà, làm sao đây? Cô gái hớt ha hớt hải nói. Lòng Tiêu Chính Văn không khỏi chịu nặng. Khương Vi Nhan mất tích hư. Chuyện này là sao đây? Chẳng phải mình đã sắp xếp người bảo vệ Khương Vi Nhan rồi sao? Đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Chính Văn hỏi. Anh Tiêu, sếp Khương đã mất tích 3 ngày rồi, trước đó tôi còn nghĩ có lẽ sếp Khương bị động thai nên đang ở nhà nghỉ ngơi, nhưng sáng nay tôi đến nhà để đưa một bản hợp đồng cho cô ấy ký thì mới nghe nói cô ấy đã không về nhà 2 ngày nay rồi. Và lại điện thoại của sếp Khương cũng ở trạng thái khóa máy. Tiểu Tần sốt ruột đến mức sắp khóc tới nơi. Tiêu Chính Văn không cần đoán cũng biết chắc chắn Khương Vi Nhan đã xảy ra chuyện. Tiểu Tần, cô đừng lo lắng, để tôi nghĩ cách. Trước tiên cô cứ xử lý mấy chuyện trong công ty, nhưng đừng nói với mọi người chuyện sếp Khương mất tích, cứ nói sếp Khương đang ở nhà dưỡng thai. Tiêu Chính Văn trầm giọng nói. Vâng, anh Tiêu, tôi sẽ không nói lung tung đâu. Dứt lời, Tiểu Tần cúp máy. Vốn dĩ Tiêu Chính Văn còn muốn đi tiễn mấy người Giang Vạn Long nhưng Khương Vi Nhan bỗng mất tích, anh không còn tâm trạng đi đưa tiễn. Anh đặt vội một vé máy bay về Giang Trung. 4 tiếng sau anh đã về đến Giang Trung. Vừa hạ cánh, Tiêu Chính Văn liên lạc ngay với Long Nguyệt. Nhận được điện thoại của Tiêu Chính Văn, Long Nguyệt kính cẩn nói, Long Vương có gì dặn dò ạ? Lập tức điều tra rốt cuộc 3 ngày vừa qua Khương Vi Nhan đã tiếp xúc với những ai. Còn nữa nhanh chóng điều tra vị trí hiện giờ của Khương Vi Nhan. Nghe giọng điệu sốt ruột của Tiêu Chính Văn, Long Nguyệt vội vã đáp lời, vâng, trong vòng 3 tiếng nhất định sẽ điều tra ra tung tích của cô Khương. Nói xong, Long Nguyệt cúp máy. Một mình Tiêu Chính Văn quay về biệt thự, trong lòng càng lo lắng không yên. Lúc này trong một thành phố núi cổ kính cách xa Giang Trung. Đông Phương Viêm đang đắc ý nhìn Khương Vi Nhan đã bị trói ở trước mặt. Tay hắn cầm một ly rượu vang, ánh mắt lạnh như băng nhìn Khương Vi Nhan. Con đàn bà đê tiện, nếu không phải vì cô thì cánh tay ông đây cũng sẽ không bị gãy, giờ còn giả vờ ngây thơ trước mặt ông đây. Chương 1162 sẽ cho chúng đói 10 ngày luôn. Dứt lời, Đông Phương Viêm hất ly rượu vang lên mặt Khương Vi Nhan. Chẳng phải các anh đã nói sẽ không làm gì sếp Khương sao? Các anh nói không giữ lời. Tô Tĩnh bị trói bên cạnh hét đến khan cả cổ. Đông Phương Viêm lạnh lùng cười nói, giữ lời. Thứ đó đáng giá bao nhiêu tiền? Nói thật cho cô biết, không chỉ cô ta chết mà cô và cả người nhà của cô cũng sẽ chết. Ông đây phải khiến từng người các cô sống không bằng chết, sau đó phanh thây các cô thành nghìn mảnh. Đông Phương Viêm sờ ống tay trống không trên cánh tay trái, gương mặt hiện lên vẻ hung ác. Khương Vi Nhan nhắm chặt mắt lại, không nói một tiếng. Cô không ngờ mình lại bị Tô Tĩnh gạt vào bẫy của Đông Phương Viêm. 3 ngày trước, Tô Tĩnh bỗng nói mẹ mình bị bệnh, hơn nữa bố cô ta không ở Giang Trung, muốn Khương Vi Nhan lái xe đưa cô ta đến thị trấn Lệ Sơn. Dù sao từ khi cô thành lập công ty đến nay, Tô Tĩnh vẫn luôn đi theo cô. Hơn nữa hai người rất hợp nhau, thân thiết như chị em. Lúc đó Khương Vi Nhan không nghĩ nhiều bèn lái đến thị trấn Lệ Sơn theo chỉ dẫn của Tô Tĩnh. Nhưng chào đón hai người không phải là người nhà Tô Tĩnh mà lại là Đông Phương Viêm.
Lúc nhìn thấy Đông Phương Viêm và một ông lão xuất hiện, Khương Vi Nhan mới biết mình đã bị trúng kế. Nhưng mọi chuyện đã quá muộn, muốn chạy cũng không kịp nữa. Không để Khương Vi Nhan kịp quay đầu xe lại, chiếc xe đã bị ông lão đứng cạnh Đông Phương Viêm cưỡng ép dừng lại, Đông Phương Viêm kéo Khương Vi Nhan xuống xe. Sơn trại hiện giờ nhốt Khương Vi Nhan và Tô Tĩnh này đã bị bỏ trống từ lâu. Lúc này cả sơn trại đã bị sư môn Thiên Kiếm Tông của Đông Phương Viêm chiếm giữ. Ông lão đó chính là sư phụ của Đông Phương Viêm, cũng là trưởng giáo độ thiên chân nhân của Thiên Kiếm Tông. Sau khi Đông Phương Viêm bị Tiêu Chính Văn chém đứt một cánh tay, hắn lập tức kể lại chuyện này với sư phụ của mình. Nghe nói đệ tử mình yêu thương bị chém đứt một cánh tay, độ thiên chân nhân cực kỳ tức giận, lập tức dẫn bốn đệ tử xuống núi đi báo thù cho đệ tử. Mặc dù nói là Đông Phương Viêm bắt cóc Khương Vi Nhan nhưng dù sao độ thiên chân nhân vẫn là một người tu hành, Đông Phương Viêm không dám làm gì quá khích trước mặt độ thiên chân nhân. Báo thù thì báo thù nhưng độ thiên chân nhân vẫn cấm đệ tử của mình làm nhục phụ nữ. Vì thế Khương Vi Nhan mới thoát được nanh vuốt của tên háo sắc Đông Phương Viêm. Lúc này Đông Phương Viêm chỉ có thể dùng cách này để xả cơn giận của mình. Sư đệ, tại sao lại phải tức giận với phụ nữ? Có cần cử một người đến Giang Trung báo cho tên Tiêu Chính Văn kia không? Cứ vật vã chờ đợi thế này cũng không phải là cách. Một sư huynh của Đông Phương Viêm đi vào phòng nhìn Khương Vi Nhan và Tô Tĩnh nói. Hừ, một ngày Tiêu Chính Văn không tìm đến tận cửa thì tôi sẽ cho hai cô gái này đói một ngày, 10 ngày không đến thì sẽ cho chúng đói 10 ngày luôn. Chương 1163 Sư Phụ. Không thể đánh được nên Đông Phương Viêm chỉ có thể dùng cách này để giày vò Khương Vi Nhan và Tô Tĩnh. Nếu con tin chết đói thì hết thú vị rồi. Nhưng sư phụ đã có lệnh, không được làm bậy, cậu cũng biết tính của sư phụ rồi đấy. Người đó liếc nhìn Đông Phương Viêm. Không khó để nhìn ra dục vọng đang thiêu cháy hừng hực trong ánh mắt của Đông Phương Viêm. Thế nên hắn mới cố ý dặn dò một câu. Mặc dù Thiên Kiếm Tông không bằng Võ Thần Tông nhưng cũng là võ tông võ thuật trong top 3, báo thù thì báo thù tuy nhiên vẫn phải chú ý đến mặt mũi. Mấy chuyện làm nhục phụ nữ mà lan truyền ra ngoài thì không chỉ độ thiên chân nhân mất mặt mà cả Thiên Kiếm Tông cũng sẽ mất hết mặt mũi. Sư huynh yên tâm, dù muốn chơi con đàn bà đê tiện này thì tôi cũng phải chơi trước mặt Tiêu Chính Văn để hắn thấy ông đây làm sao chơi chết người phụ nữ của hắn. Đông Phương Viêm nghiến răng tức giận nói. Lúc này Tô Tĩnh mới biết mình đã làm một chuyện khiến bản thân phải hối hận cả đời. Sếp Khương, tôi cũng bị ép buộc, cô đừng trách tôi. Tô Tĩnh vừa nói vừa hối hận bật khóc nức nở. Khương Vi Nhan lạnh lùng nhìn Tô Tĩnh nói, tôi luôn xem cô là chị em tốt của mình, nhưng sao cô có thể làm như thế? Rốt cuộc tôi đã làm gì có lỗi với cô? Lúc này điều Khương Vi Nhan lo lắng nhất là chỉ có một mình Tiêu Chính Văn tìm đây đến đây. Độ thiên chân nhân khác hẳn với cường giả mà cô đã gặp trước đó. Khương Vi Nhan nhớ rất rõ lúc đó mình vừa khởi động xe, kết quả người này chỉ tay một cái, xe của cô lập tức bay lên không trung. Trước mặt cô cứ như có một bức tường không khí, không đẩy được cửa xe ra, tay chân không thể động đậy dù chỉ một chút, cứ như bị trói chặt lại. Độ thiên chân nhân này mang lại cho cô cảm giác sợ hãi. Thậm chí cô chưa từng cảm nhận được cảm giác này trên người Tiêu Chính Văn. Tô Tĩnh không chỉ hại cô mà còn hại luôn cả nhà cô ta. Sếp Khương, họ bắt cóc bố mẹ tôi, đe dọa tôi làm như thế. Tôi thật sự không còn cách nào khác. Tô Tĩnh vừa nói vừa khóc thất thanh. Nhìn dáng vẻ đau khổ của Khương Vi Nhan và Tô Tĩnh, cuối cùng Đông Phương Viêm cũng cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Hắn siết chặt nắm đấm. Miễn cưỡng đè nén xúc động muốn giày vò hai người phụ nữ trẻ này, sau đó ra khỏi căn nhà gỗ đi vào sân sau với sư huynh của mình. Lúc này độ thiên chân nhân đang ngồi thiền trong sân, nghe tiếng bước chân cụ ta mới mở mắt ra. Đôi mắt đó dường như đã nhìn thấu hết mọi chuyện ở thế gian, lạnh nhạt nhưng lại rất uy nghi. Sư phụ, chương 1164 có tin tức rồi sao? Đông Phương Viêm quỳ một chân xuống trước mặt độ thiên chân nhân. Ừ, sau này con phải nhớ kỹ, đừng tái phạm những sai lầm tương tự như vậy nữa, chỉ vì một người phụ nữ mà mất đi cánh tay của mình, đây là tác hại của việc ăn chơi đàn đúm. Đêm nay con và mấy sư huynh của con nhất định phải tăng cường canh gác, nếu không có gì bất ngờ thì đêm nay kẻ thù của con sẽ tìm đến tận cửa đấy.
Nói xong, Độ Thiên Chân Nhân nhắm mắt lại. Sư phụ ơi, ý sư phụ là... Đông Phương Viêm vừa hỏi vừa ngước mắt lên nhìn xung quanh nhưng không phát hiện ra bất kỳ động tĩnh gì. Đừng nhìn nữa, người đã đi rồi, dù cũng là một cao thủ nhưng thực lực vẫn chưa đến mức có thể làm đứt cánh tay của con bằng một đòn tấn công, hẳn là cấp dưới của kẻ thù con đấy. Độ Thiên Chân Nhân khẽ nhắm mắt lại, bình thản nói. Vâng, đệ tử nhất định sẽ trông chừng hai người phụ nữ kia thật cẩn thận. Đông Phương Viêm vội cúi chào, sau đó lại quay lại căn nhà gỗ lần nữa. Lúc này trên sườn đồi xa xa, Long Nguyệt đang cầm kính viễn vọng nhìn về phía sơn trại này. Cô ấy có thể chắc chắn ông lão đang ngồi thiền và mấy người thanh niên trong sân không phải là dân sống trong sơn trại này. Hơn nữa ông lão đó yên tĩnh ngồi trong sân nhưng dường như đang hòa làm một với núi rừng, có vẻ là hư ảo như có như không, giống như ông lão không hề tồn tại. Nhưng điều này chứng tỏ ông lão là một vị cao thủ thật sự. Thậm chí chỉ có cảnh giới trong truyền thuyết đó mới có sức mạnh này. Không phải người bình thường nào cũng có thể hiểu được nhưng Long Nguyệt từng cảm nhận được hơi thở như có như không này trên người Tiêu Chính Văn, hơn nữa thực lực của ông lão hẳn là mạnh chứ không yếu hơn Tiêu Chính Văn. Đừng nhìn nơi này cách sơn trại đó 1-2000 mét mà lơ là, Long Nguyệt lúc nào cũng có cảm giác bị hơi thở của ông lão quấn chặt lấy. Thậm chí còn không dám gọi điện thoại. Mãi đến khi lùi ra khỏi thị trấn chỉ có mấy trăm hộ dân, cảm giác bí bách đó mới dần biến mất. Lúc này quần áo Long Nguyệt đã ướt đẫm mồ hôi, cô ấy lau mồ hôi trên trán rồi vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn đang ở trong biệt thự nghiên cứu Thiên Sơn Thư Lục, nghe tiếng điện thoại vang lên, anh vội vàng bắt máy, Long Nguyệt, có tin tức rồi sao? Long Vương, bọn tôi đã điều tra rõ rồi, 3 ngày trước cô Khương không hề tiếp xúc với người ngoài, nhưng sau khi tan làm thì đi theo một người phụ nữ tên là Tô Tĩnh đến thị trấn Lệ Sơn, nhưng... Nói đến đây, Long Nguyệt hơi ngừng lại, sau đó nói tiếp, tôi nghĩ có lẽ cô Khương đã bị bắt cóc đến sơn trại này, hơn nữa nhìn bên ngoài có lẽ sơn trại này đã lâu không có người vào ở. Và lại, trong sơn trại có một ông lão, thực lực rất mạnh, tôi không thể nói rõ rốt cuộc ông ta ở cảnh giới nào, nhưng khi ông ta ngồi đó cứ như hòa mình vào mọi thứ xung quanh một cách hoàn hảo vậy. Chương 1165 người đến là Tiêu Chính Văn phải không? Tôi chỉ từng cảm nhận được cảm giác này trên người anh thôi. Thế nên chúng ta có cần phải điều động cả cao thủ ở Điện Thần Long đến để tránh việc cô Khương xảy ra chuyện ngoài ý muốn không? Điều Long Nguyệt lo lắng nhất vẫn là Độ Thiên Chân Nhân. Còn mấy tên đệ tử của cụ ta, cùng lắm cũng chỉ mới đạt đến cảnh giới chiến thần địa cấp 3 sao. Cho dù chỉ có một mình Long Nguyệt thì cũng có thể giết hết toàn bộ chúng trong vòng 1 phút. Ông lão, Tiêu Chính Văn híp mắt. Lẽ nào là nhà họ Viên? Hay là nhà Đông Phương? À phải rồi Long Vương, tôi còn nhìn thấy một tên chỉ có một cánh tay, chắc là cánh tay trái bị đứt lìa rồi. Long Nguyệt bỗng nhớ ra Đông Phương Viêm. Long Nguyệt có ấn tượng với ống tay áo trống rỗng của hắn. Nghe cô ấy nói thế, Tiêu Chính Văn gật đầu nói, Long Nguyệt, cô đã hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi, lập tức quay về ngay, đừng bứt dây động rừng. Ông lão đó là cao thủ cảnh giới thiên vương, đừng cố nghĩ cách cứu viện. Vâng. Nghe Tiêu Chính Văn nói, Long Nguyệt không khỏi hít sâu một hơi. Cũng may mình không nôn nóng ra tay, nếu không tuyệt đối không thoát khỏi đường chết. Cô ấy đã không đoái hoài đến việc sống chết, nhưng một khi cô ấy chết thì sợ là Khương Vi Nhan sẽ gặp nguy hiểm. Tiêu Chính Văn buông mảnh giấy cũ trong tay xuống, trầm tư một lát rồi một mình âm thầm đi về phía thị trấn Lệ Sơn. Cảnh giới thiên vương trở xuống chỉ là con kiến hôi. Dù có cử nhiều cao thủ điện thần long hơn thì trước mặt cường giả cảnh giới thiên vương cũng chẳng là gì, chỉ càng làm tăng con số thương vong mà thôi. Muốn cứu Khương Vi Nhan chỉ có thể một mình anh đến thị trấn. Lúc Tiêu Chính Văn chạy đến thị trấn Lệ Sơn, màn đêm đã buông xuống. Lần theo phương hướng Long Nguyệt đã nói, chẳng mấy chốc Tiêu Chính Văn đã tìm được sơn trại đó. Mặc dù còn một đoạn đường nữa nhưng Tiêu Chính Văn có thể cảm nhận được một luồng sức mạnh cực mạnh bao trùm xung quanh sơn trại. Ngay khi Tiêu Chính Văn vừa đến trước cửa sơn trại, trong sân bỗng lóe lên mấy luồng ánh sáng đỏ. Người đến là Tiêu Chính Văn phải không? Một giọng nói già cỗi vang lên từ trong sân, âm thanh không rõ lắm, có vẻ như đến từ một nơi rất xa vang vọng hết cả ngọn núi.
Chương 1166 không còn mặt mũi gì nữa. Đúng vậy. Tiêu Chính Văn tiện tay đẩy cánh cửa gỗ ra nhìn vào trong vườn. Chỉ thấy một ông lão mặc đồ trắng, khoác thêm một chiếc áo đạo sĩ trắng tinh, hai hàng lông mày dài rủ xuống bên vai. Dưới mái đầu bạc trắng là một gương mặt vuông, đôi mắt sâu thẳm giống như một ngôi sao giữa màn đêm, trong veo sáng ngời. Chỉ nhìn vào vẻ ngoài cũng đủ để thấy cảnh giới của ông lão không hề tầm thường. Đánh đệ tử tôi mất một cánh tay, cậu có từng nghĩ tới hậu quả chưa? Độ Thiên Chân Nhân khẽ nhếch miệng, lạnh lùng hỏi. Ông lão, nhìn cách ăn mặc này của ông, có lẽ ông là một người tu đạo. Đệ tử của ông đã làm những gì? Tôi đánh gãy một cánh tay của hắn là hy vọng cho hắn có một cơ hội sửa sai, nếu xét theo những việc mà hắn đã làm thì giết hắn cũng chẳng có gì quá đáng. Tiêu Chính Văn bình thản bước vào trong vườn, bốn mắt nhìn nhau với ông lão, không hề mảy may sợ sệt. Độ Thiên Chân Nhân trầm ngâm nhìn Tiêu Chính Văn, trong khóe mắt lóe lên tia sáng. Cùng ở cảnh giới thiên vương, trong lòng ông lão không khỏi hơi kinh ngạc. Nhìn vào gương mặt, Tiêu Chính Văn nhiều nhất mới chỉ 26-27 tuổi, nhưng lại có thực lực khủng bố như thế, cả võ tông quả thực có 1 không 2. Phải biết rằng, phải đến năm 60 tuổi thì Độ Thiên Chân Nhân mới đột phá cảnh giới chủ soái 6 sao, đạt tới thực lực thiên vương chuẩn 1 sao. Hiện giờ cụ ta đã sắp xỉ 90 mới đạt tới cảnh giới thiên vương thiên cấp 4 sao. Còn Tiêu Chính Văn mới bao nhiêu tuổi chứ? Nếu cứ tiếp tục như vậy, chưa đến 40 tuổi Tiêu Chính Văn đã có thể đạt đến cảnh giới hiện giờ của cụ ta. Rõ ràng có thể dùng cụm từ dị thường để hình dung. Lúc này, trong lòng Độ Thiên Chân Nhân đột nhiên hơi dao động. Nếu như thu nạp được Tiêu Chính Văn về Thiên Kiếm Tông thì sau này Thiên Kiếm Tông có lẽ còn có hy vọng vượt qua cả Võ Thần Tông. Cậu thanh niên, mạnh mẽ háo thắng, dũng mãnh ác liệt, không tệ chút nào, tôi cũng từng trẻ tuổi như thế. Có điều, cậu có thể yên tâm, tôi quả thực là người tu đạo, Thiên Kiếm Tông của tôi vốn là môn đạo, vợ của cậu mặc dù được mời đến đây làm khách nhưng lại chưa hề bị lăng nhục. Những lời này của Độ Thiên Chân Nhân chủ yếu là muốn lấy lòng Tiêu Chính Văn. Hàm ý chính là mặc dù tôi bắt cóc vợ của cậu thế nhưng tôi chưa hề cho đệ tử môn đồ của mình động đến cô ấy dù chỉ một đầu ngón tay. Từ điểm này mà nói, Tiêu Chính Văn cậu nên thấy cảm kích tôi. Ồ, theo như lời ông vừa nói thì tôi còn phải cảm ơn ông vì đã bắt cóc vợ tôi tới nơi này du ngoạn sông núi sao? Tiêu Chính Văn bật cười lạnh lùng. Ánh mắt sâu thẳm của Độ Thiên Chân Nhân nhìn về phía Tiêu Chính Văn, khóe miệng nở nụ cười nhạt. Võ nghệ được gọi là bản lĩnh bởi vì nó cần có thời gian để lắng đọng và tích lũy. Không trải qua sự mài giũa của thời gian thì dù tố chất tự nhiên có tốt tới đâu, chiến lực cuối cùng cũng chỉ có hạn. Tiêu Chính Văn lại không hề thấy cảm kích, vậy thì Độ Thiên Chân Nhân cũng không cần phải khách khí với anh làm gì. Đánh gãy một cánh tay của đệ tử Thiên Kiếm Tông chính là kết thù với Thiên Kiếm Tông. Không trả được mối thù này thì Thiên Kiếm Tông cũng không còn mặt mũi gì nữa. Tiêu Chính Văn, tôi không muốn tạo nghiệp giết chóc nhiều, cậu vẫn nên tự đánh gãy một cánh tay của mình đi, tôi đây đỡ phải ra tay. Độ Thiên Chân Nhân còn chẳng buồn liếc mắt nhìn, chỉ khẽ nhắm mắt, lạnh lùng nói với Tiêu Chính Văn. Chương 1167 sức mạnh thật khủng bố. Thật ra theo Độ Thiên Chân Nhân thấy, với thân phận và thực lực của cụ ta, nếu như phải ra tay với một tên nhóc con như Tiêu Chính Văn thì đúng là sự sỉ nhục đối với cụ ta. Nếu như Đông Phương Viêm không phải là ứng cử viên cho vị trí gia chủ của nhà họ Đông Phương thì hoàn toàn không bao giờ có chuyện Độ Thiên Chân Nhân phải đích thân ra mặt. Dù chọn bừa một kẻ gián điệp bất kỳ thì cũng có thể xử đẹp Tiêu Chính Văn. Đây chính là sự tự tin của trưởng giáo Thiên Kiếm Tông, một trong số 3 võ tông lớn. Huống hồ, mặc dù cùng ở cảnh giới thiên vương, Tiêu Chính Văn nhiều nhất chỉ mới đạt tới cảnh giới thiên vương huyền cấp 2 sao mà thôi. Đối với cụ ta mà nói, đối đầu với Tiêu Chính Văn chính là đang lãng phí thời gian. Nếu như ông tự bẻ gãy một cánh tay, tôi có thể không truy cứu đệ tử của ông nữa. Tiêu Chính Văn lạnh lùng đáp lời. Cậu! Xoẹt! Độ Thiên Chân Nhân đột nhiên trợn trừng hai mắt, giống như có một tia chớp lóe lên giữa màn đêm. Ánh mắt lạnh lùng phẫn nộ nhìn cậu thanh niên trẻ không biết tốt xấu trước mặt, nói Tiêu Chính Văn. Cậu nên biết rằng thuộc hạ của tôi đã từng giết chết bao nhiêu cao thủ lợi hại hơn cậu gấp 10 lần, thậm chí gấp cả 100 lần. Tiêu Chính Văn bị Độ Thiên Chân Nhân chọc cười,
mạnh hơn gấp 10 gấp trăm lần so với anh sao? Cao thủ mạnh hơn gấp 10 lần so với cảnh giới bán bộ thiên vương huyền cấp 3 sao ư? Vấn đề là nếu như thật sự có những người này thì ông cũng đánh thắng được người ta sao? Ông lão, ông dựa vào đâu mà khẳng định rằng bọn họ nhất định mạnh hơn tôi gấp 10 thậm chí gấp trăm lần thế? Tiêu Chính Văn cười khẩy, tiến lên trước một bước. Với tuổi tác của cậu thì liệu có thể có bản lĩnh lớn tới chừng nào, trong thế giới này, cậu có thể giải thích được sự huyền bí của võ đạo sao? Tôi có thể chặt đứt được hai cánh tay của cậu chỉ với ba nhát kiếm. Thậm chí còn lấy luôn cả đầu của cậu. Cậu có tin không? Độ Thiên Chân Nhân nói với vẻ vô cùng kiêu ngạo. Tiêu Chính Văn híp mắt quan sát Độ Thiên Chân Nhân. Ông lão, những cái khác thì tôi vẫn chưa nhìn ra. Có điều bản lĩnh chém gió của ông thì đúng là số một thiên hạ. Không ai sánh bằng. To gan. Độ Thiên Chân Nhân đột nhiên đứng dậy, chậm rãi rút thanh bảo kiếm từ sau lưng ra. Vù vù. Một trận cuồng phong nổi lên bên trong sơn trại. Cây cối trong vòng bán kính mấy trăm mét đều không ngừng lay động, lá rụng và đất đá bay mù trời bị cuốn lên giữa không trung. Thanh kiếm dài đó đón ánh trăng lạnh lẽo phản chiếu lại vô số tia sáng, thậm chí bên trên thanh kiếm dài còn lờ mờ mang theo tiếng vang lanh lảnh. Sức mạnh thật khủng bố. Tiêu Chính Văn cũng không dám khinh thường, dù gì đối phương cũng là thiên vương thiên cấp 4 sao. Mà mặc dù anh đã ở cảnh giới bán bộ thiên vương địa cấp 3 sao, cũng từng đi ngược dòng. Thế nhưng suy cho cùng, đối thủ khi đó cũng chỉ ở cảnh giới thiên vương địa cấp 3 sao, cách biệt chỉ là nửa cảnh giới mà thôi. Có điều lúc này, Độ Thiên Chân Nhân lại vượt xa hơn một bậc rưỡi so với cảnh giới của anh. Chương 1168 Độ Thiên Chân Nhân gầm lên. Hôm nay tôi sẽ để cho cậu được lĩnh giáo kiến thức bị thất truyền của Thiên Kiếm Tông, Lôi Đình Vạn Quân. Vừa nói dứt lời, cơ thể của Độ Thiên Chân Nhân đột nhiên lao về phía Tiêu Chính Văn. Tốc độ nhanh đến nỗi khiến cho mấy tên đệ tử của Độ Thiên Chân Nhân đều không hẹn mà cùng hít sâu một hơi. Chỉ trong nháy mắt, Độ Thiên Chân Nhân đã kéo gần khoảng cách hơn 20 mét và đến ngay sát phía trước Tiêu Chính Văn. Khi Độ Thiên Chân Nhân dùng một tay giơ kiếm lên, vô số kiếm ảnh lập tức xuất hiện giữa không trung, giống như một mặt quạt cỡ lớn được mở rộng hoàn toàn. Tất cả những điều này nhìn giống như rất chậm rãi, nhưng kiếm khí ẩn giấu bên trong vô số kiếm ảnh này lại được giải phóng toàn bộ ra bên ngoài. Đến cảnh giới thiên vương sớm đã có thể kiểm soát được lực đạo bên trong giới tự nhiên. Làm được chuyện cực kỳ khó là dùng khí giết người. Trong lòng Tiêu Chính Văn không khỏi trùng xuống. Quả thực Độ Thiên Chân Nhân không hề chém gió, bất luận là cảnh giới của cụ ta hay chiến lực thật sự thì đều vượt xa so với những cao thủ mà anh từng gặp khi trước. Không chỉ cao hơn một cấp độ. Chỉ thấy vô số kiếm ảnh giống như mặt quạt đột nhiên lại nhiều hơn một tầng, biến thành hai tầng mặt quạt. Chỉ trong phút chốc, mặt quạt khổng lồ đã che kín hết cả bầu trời. Ngay cả rừng núi xung quanh cũng đều bao phủ một luồng không khí tiêu điều giết chóc. Vẻ mặt của Tiêu Chính Văn cũng trở nên nghiêm trọng, ngẩng đầu nhìn vô số kiếm ảnh giữa không trung. Lẽ nào đây chính là chiến lực của cảnh giới thiên vương thiên cấp 4 sao? Nhóc con, cậu vẫn còn một cơ hội cuối cùng, nếu như nhát kiếm này giáng xuống, cậu chỉ còn đường chết mà thôi, tôi thấy tiếc cho một nhân tài như cậu nên chỉ chặt đứt một cánh tay, nếu như cậu tự làm thì tôi có thể thả cho cậu đi. Độ Thiên Chân Nhân lạnh lùng nói. Tiêu Chính Văn nhìn ông lão với vẻ mặt nghiêm nghị rồi nói, ông muốn đánh thì đánh. Nói xong, Tiêu Chính Văn cũng rút ra con dao quân đội năm cạnh. Mấy đệ tử của Độ Thiên Chân Nhân, bao gồm cả Đông Phương Viêm, đều lần lượt bước ra khỏi ngôi nhà gỗ, họ hét cổ vũ cho Độ Thiên Chân Nhân. Sư phụ, giết hắn đi, thằng nhóc này rõ là ngang ngược, dám nói chuyện với sư phụ như vậy, nếu không băm vằm hắn thành thịt vụn, thì không chút được nỗi căm hận trong lòng chúng ta. Đông Phương Viêm siết chặt nắm tay, nghiến răng nghiến lợi nhìn Tiêu Chính Văn. Lúc này, hắn thực sự chỉ muốn băm Tiêu Chính Văn thành trăm mảnh. Độ Thiên Chân Nhân khẽ híp mắt, nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn và nói, nhóc con, nếu đã như vậy, thì hãy nộp mạng đi. Dứt lời, Độ Thiên Chân Nhân gầm lên. Ngay lập tức, gần 10.000 kiếm khí bao trùm lấy Tiêu Chính Văn như những hạt mưa. Khoảnh khắc kiếm khí rơi xuống, trái tim Tiêu Chính Văn đột nhiên rung động. Những kiếm ảnh này không có thật, mà là một phương pháp vận dụng khác với luồng không khí xung quanh.
Trước đó Tiêu Chính Văn chỉ biết không khí hoặc sức mạnh của hư không có thể tạo thành một bức tường không khí, tạo thành bức bình phong phòng ngự trước mặt anh, nhưng anh không ngờ loại sức mạnh này còn có thể thao túng như vậy. Chương 1169 không khác gì một người đã chết. Nhưng nếu hàng chục nghìn kiếm khí được tạo thành bởi sức mạnh của hư không chân thực đến thế, thì cần thực lực mạnh đến mức nào mới có thể làm được? Chỉ là, khoảnh khắc những kiếm ảnh và kiếm khí này rơi xuống, Tiêu Chính Văn đã nhìn ra được chút sơ hở. Số kiếm khí này không rơi xuống cùng một lúc, mà có thứ tự trước sau. Điều này cho thấy, ngay cả cảnh giới của Độ Thiên Chân Nhân, cũng không thể khống chế lực đạo mạnh mẽ như vậy. Có điều, mặc dù tốc độ rơi của số kiếm khí này trước sau không đồng nhất, nhưng nếu không cẩn thận, sẽ bị vô số kiếm khí xuyên thủng, trong nháy mắt, sẽ bị đâm thành tổ ong vỏ vẽ. Những kiếm ảnh này hầu như đều được tạo thành từ những biến hóa trong không khí, gần như không thể chống lại, Tiêu Chính Văn cũng thử dùng con dao quân đội năm cạnh để đỡ đòn. Nhưng trong nháy mắt, con dao quân đội năm cạnh đã bị kiếm ảnh hình thành bởi không khí xuyên thủng, khiến Tiêu Chính Văn cũng cảm thấy lạnh sống lưng. Nếu cứ tiếp tục như vậy, dù có may mắn thoát chết cũng sẽ vì tiêu hao quá nhiều thể lực mà không thể chống lại đợt tấn công lần thứ hai của Độ Thiên Chân Nhân. Hừ, đòn này chính là tuyệt kỹ giúp sư phụ nổi danh, đừng nói là thế hệ trẻ tuổi sau này, mà ngay cả các tông chủ, nếu gặp phải đòn tấn công ở mức độ này, có lẽ cũng chưa chắc có thể rút lui an toàn. Một người đàn ông trung niên hơi lớn tuổi trong số đệ tử của Độ Thiên Chân Nhân nói với vẻ cực kỳ xúc động. Đúng vậy, cho dù là Võ Thí Thiên cũng phải kiêng dè trước tuyệt chiêu của sư phụ, những cao thủ đã chết dưới tay sư phụ của chúng ta thật sự không sao đếm xuể. Một đệ tử khác cũng phụ họa theo. Trong mắt họ, lúc này Tiêu Chính Văn không khác gì một người đã chết. Bấy giờ, Khương Vi Nhan đang bị trói trên ghế dựa, cô vô cùng lo lắng nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng vô cùng lo lắng cho Tiêu Chính Văn. Anh Tiêu, ngay cả Tô Tĩnh ở bên cạnh cũng lo lắng đến nỗi hét lên. Nhìn từ góc độ của cô ta, Độ Thiên Chân Nhân dường như đã thay đổi kình pháp, cụ ta đột nhiên biến ra vô số thanh kiếm, hơn nữa những thanh kiếm kia giống như vô số hạt mưa, bao phủ lấy Tiêu Chính Văn. Bất kỳ ai trông thấy cũng sẽ nghĩ rằng Tiêu Chính Văn đã rơi vào tình thế chết chắc. Khương Vi Nhan khẽ nghiêng đầu liếc nhìn Tô Tĩnh. Có lẽ, cô ta thật sự đã bị ép đến mức không biết phải làm sao, cho nên mới dẫn Khương Vi Nhan tới đây. Suy cho cùng, vẻ lo lắng trong mắt cô ta chắc chắn không phải giả vờ, Khương Vi Nhan hoàn toàn có thể cảm nhận được sự căng thẳng trong lòng Tô Tĩnh lúc này. Nhìn thấy vô số kiếm ảnh từng lớp bao phủ lấy Tiêu Chính Văn. Khóe miệng Tiêu Chính Văn đột nhiên hơi nhếch lên, nở nụ cười hờ hững, anh nói, cũng được nhỉ, trò ảo thuật này khá lắm, nếu ông mà đến rạp xiếc, có lẽ sẽ là một diễn viên xiếc hàng đầu đấy. Phụt, Độ Thiên Chân Nhân bị Tiêu Chính Văn chọc tức hộc máu. Đây chính là tuyệt kỹ giúp cụ ta trở nên nổi danh, vậy mà trong mắt Tiêu Chính Văn lại trở thành trò biểu diễn ở rạp xiếc ư. Nhóc con, cho dù cậu có miệng lưỡi lanh lợi đến thế nào thì cậu cũng không thoát chết được đâu. Chương 1170 đến hay lắm. Độ Thiên Chân Nhân vừa nói vừa vung thanh kiếm trong tay. Trong nháy mắt, hàng chục nghìn kiếm ảnh đồng thời tấn công Tiêu Chính Văn từ các góc độ khác nhau. Cùng lúc đó, Tiêu Chính Văn cũng tức giận gầm lên, đến hay lắm. Khoảnh khắc vừa nãy, khi ở trong lưới kiếm dày đặc đó, Tiêu Chính Văn đã nhìn thấy một con đường sống. Tuy nhiên, nếu đổi thành người khác, khi nhìn thấy thế trận này, có lẽ chưa kịp ra tay đã sợ chết khiếp. Rất may là trong Thiên Sơn Thư Lục có một phương pháp phá giải đòn cuối bằng lưới kiếm như thế này. Chỉ là, trước khi gặp Độ Thiên Chân Nhân, Tiêu Chính Văn hoàn toàn không thể hiểu được hàm ý thực sự của những dòng chữ đó. Khoảnh khắc bị vô số kiếm khí bao vây, trong đầu Tiêu Chính Văn đột nhiên nhớ lại những dòng chữ trong cuốn Thiên Sơn Thư Lục. Đồng thời, anh đã lập tức ngộ ra hàm ý thực sự của Du Long Hí Phụng. Đây là một phương pháp để tìm đường sống, mỗi điểm đặt chân đều phải trùng hợp với vị trí của 7 ngôi sao bắt đầu. Trước đó, sự hiểu biết của Tiêu Chính Văn về việc tìm đường sống chỉ giới hạn trong một loại phương pháp, khi gặp kẻ thù quá mạnh, trong trường hợp bất đắc dĩ, chỉ có thể bỏ chạy. Nhưng đến khi lọt vào bên trong lưới kiếm dày đặc này, Tiêu Chính Văn mới lập tức ngộ ra. Chỉ cần bước chân của Tiêu Chính Văn không sai sót, và ước lượng thời gian chính xác, thì lưới kiếm của Độ Thiên Chân Nhân cũng không hề đáng sợ.
chỉ thấy Tiêu Chính Văn không lùi mà tiến, bước về phía trước một bước, sau lưng anh, tiếng va chạm vang lên không dứt. Vô số kiếm ảnh rơi xuống phía sau Tiêu Chính Văn chưa đầy một cm, khiến vô số bụi đá bay tứ tung. Nhìn thấy cảnh này, Độ Thiên Chân Nhân không khỏi trợn to hai mắt, nhìn Tiêu Chính Văn với vẻ không thể tin nổi. Thực ra, lưỡi kiếm này của cụ ta không phải là không có sơ hở, chỉ cần gặp khó vẫn tiến lên, nắm bắt thời cơ chính xác thì thực sự có thể thoát thân. Nhưng Tiêu Chính Văn mới bao nhiêu tuổi? Cậu ta lấy đâu ra kinh nghiệm chiến đấu phong phú đến như vậy? Người bình thường chỉ có thể không ngừng lùi ra sau. Nhưng trên thực tế, càng lùi ra sau, trái lại sẽ càng rơi vào bẫy của cụ ta, cho đến khi kiệt sức trong lưới kiếm cũng không thể phá giải. Chỉ khi gặp khó vẫn không ngừng tiến về phía trước mới có thể có được một con đường sống. Hơn nữa, điều khiến Độ Thiên Chân Nhân ngạc nhiên nhất là bước đi của Tiêu Chính Văn lại trùng hợp với trận pháp bắt đầu. Vì vậy, mỗi bước của anh đều vừa vặn tránh được đòn cuối của cụ ta. Tiêu Chính Văn giống như một con rồng đang bơi, lướt đi trong lưới kiếm dày đặc, tuy rằng có kinh hãi nhưng không hề nguy hiểm. Hơn nữa, chỉ trong chốc lát, Tiêu Chính Văn đã bước ra khỏi lưới kiếm, sau đó, vô số kiếm ảnh phía sau cũng biến mất. Ông lão này, tôi thật sự đã nhận được chỉ dạy, chỉ có điều, mặc dù tuyệt chiêu này của ông có vẻ rất dọa người, nhưng hiệu quả thực tế lại rất tầm thường. Tiêu Chính Văn khẽ mỉm cười nói với Độ Thiên Chân Nhân. Từ lúc Tiêu Chính Văn bị lưới kiếm bao trùm đến khi anh bước ra khỏi phạm vi tấn công của lưới kiếm, chỉ mất chưa đầy 20 giây. Chương 1171 cái quái gì vậy? Ngay cả Độ Thiên Chân Nhân cũng không dám tin tất cả những điều này là sự thật. Sư phụ, giết hắn đi. Đông Phương Viêm đột nhiên nhảy ra từ bên cạnh, chỉ vào Tiêu Chính Văn và hét lớn. Tiếng gào thét của Đông Phương Viêm khiến Độ Thiên Chân Nhân đang bàng hoàng lập tức định thần lại, kiềm chế nỗi sợ hãi trong lòng, bình tĩnh nhìn Tiêu Chính Văn và nói, Tiêu Chính Văn, cậu khá lắm. Cả Hoa Quốc này, người có thể tránh được đòn này của tôi chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng tiếp theo cậu sẽ không được may mắn như vậy nữa đâu. Dứt lời, Độ Thiên Chân Nhân lại giơ kiếm trong tay lên. Đột nhiên, không khí trong phạm vi mấy km xung quanh bỗng như bị hút cạn, ngay cả khoảng không trước mặt Tiêu Chính Văn dường như cũng nổi lên gợn sóng. Cùng lúc đó, trong không trung, vô số đám mây tụ lại một chỗ, sau lưng Độ Thiên Chân Nhân xuất hiện một kiếm ảnh cực lớn. Thân kiếm của kiếm ảnh đó cao khoảng mấy chục mét, tạo cho người khác cảm giác chấn động. Trong không trung những đám mây liên tục tụ lại, kiếm ảnh dày đặc ẩn hiện trong đám mây. Tiêu Chính Văn không khỏi ngẩng đầu lên nhìn kiếm ảnh đó, miễn cưỡng nở nụ cười, kết tụ kiếm thành ảo ảnh, quả nhiên là cảnh giới Thiên Vương Thiên cấp 4 sao mới có thể có khả năng này. Ông cũng khá lắm. Thật ra kiếm ảnh này hoàn toàn khác với lưới kiếm lúc nãy. Sát khí đó tựa như ý chí của trời đất. Thanh kiếm giống như một thanh thiên kiếm, một khi treo lên cao trong không trung là như muốn chém đứt hết tất cả mọi thứ. Cậu có biết uy lực của thanh kiếm này như thế nào không? Cậu nên cảm thấy vinh hạnh vì được chết dưới lưới kiếm của tôi. Độ Thiên Chân Nhân vừa nói vừa giơ tay lên hạ kiếm xuống. Kiếm ảnh đó cũng như một thanh thiên kiếm chém từ không trung xuống. Trên sườn núi, những cây cao hơn một chút đều bị quật ngã. Một áp lực cực lớn lập tức bao phủ lấy Tiêu Chính Văn. Cũng tốt, nếu đã không thể tránh thì cứ đánh thôi. Dứt lời, Tiêu Chính Văn làm theo Độ Thiên Chân Nhân vung tay giơ con dao quân đội năm cạnh lên. Xoẹt! Ngay sau đó xảy ra một cảnh tượng không ai ngờ đến. Rất nhiều con dao quân đội năm cạnh cùng xuất hiện trong không trung khiến Độ Thiên Chân Nhân cũng hoảng hốt. Cái quái gì vậy? Đây chẳng phải là tuyệt kỹ thành danh của mình sao? Tiêu Chính Văn chỉ mới nhìn một lần đã có thể vận dụng được rồi sao? Chết tiệt! Lúc này Độ Thiên Chân Nhân hơi đố kỵ với tài năng thiên phú của Tiêu Chính Văn. Nếu có thể có một nửa tài năng thiên phú của Tiêu Chính Văn thì cụ ta nhất định có thể tiến thêm một bậc nữa. Chắc chắn sẽ không dừng bước ở cảnh giới Thiên Vương Thiên cấp 4 sao. Ông có thấy quen mắt không? Tiếc là cách dùng của ông không đủ, không biết tôi sửa lại thế này ông có giác ngộ ra được không? Dứt lời, Tiêu Chính Văn thầm ngưng tụ sức mạnh của mình, vô số con dao quân đội năm cạnh bỗng tụ lại một chỗ, luồng sức mạnh cực lớn như thần tiên từ trên trời xuống đang kết tụ lại trên con dao quân đội năm cạnh. Tiêu Chính Văn gầm lên một tiếng,
con dao quân đội năm cạnh bay về phía thanh kiếm cực lớn cao mấy chục mét đó. Độ Thiên chân nhân không ngờ Tiêu Chính Văn lại dám cứng rắn đỡ lại nhát kiếm chí mạng của cụ ta. Phải biết rằng đòn tấn công này không chỉ có uy thế đáng kinh ngạc mà trong đó còn ẩn chứa sức mạnh không khí cực lớn. Nếu cứng rắn phản đòn thì đồng nghĩa với việc đang chống đối lại tự nhiên, chống đối lại trời đất. Trừ khi Tiêu Chính Văn cũng đạt tới cảnh giới Thiên Vương Thiên cấp 4 sao, nếu không Tiêu Chính Văn làm thế là tự đâm đầu vào chỗ chết. Chương 1172 đáp án dĩ nhiên là không. Chỉ riêng phản lực cũng đủ để nghiền nát Tiêu Chính Văn. Từ khi Độ Thiên chân nhân thành danh, cao thủ chết dưới chiêu này của cụ ta không đếm hết được, có nhiều người có tài năng phi thường giống Tiêu Chính Văn cũng chết dưới thanh kiếm này. Hừ, đúng là không biết tự lượng sức mình. Sau đó Độ Thiên chân nhân hét lớn, thấy thanh kiếm dài và con dao quân đội năm cạnh sắp đụng vào nhau, thanh kiếm cực lớn đó đột ngột quay đầu lại đâm về phía Tiêu Chính Văn. Nếu Tiêu Chính Văn không đỡ nổi đòn tấn công này thì sẽ bị thanh kiếm đó chém làm đôi. Tiêu Chính Văn vội vàng khống chế con dao quân đội năm cạnh bằng suy nghĩ, sau đó xoay về hướng thanh kiếm đang bay đến. Độ Thiên chân nhân không khỏi lắc đầu, mặc dù Tiêu Chính Văn có năng lực hơn người nhưng dù sao cũng vẫn còn trẻ, hoàn toàn không biết đòn tấn công này mạnh như thế nào. Dù có là võ thí thiên cũng không dám đánh trả lại đòn tấn công này. Hừ, lần này Tiêu Chính Văn chết chắc rồi. Đòn tấn công này của sư phụ đã từng đánh bại võ thí thiên. Ngay cả tông chủ của võ thần tông cũng phải né chiêu này, thế mà hắn lại dám cố chấp chống đỡ cho bằng được. Một tên đệ tử của Độ Thiên chân nhân cười khẩy nói. Trong mắt cụ ta, kết cục đã được định sẵn, Tiêu Chính Văn sẽ chết chắc. Hừ, một mình hắn mà dám đối đầu với võ tông chúng ta, đúng là chê mình sống lâu quá. Hắn không biết nhân tài trong võ tông nhiều vô kể à. Một đệ tử khác của Độ Thiên chân nhân cũng cười nhạo lắc đầu. Dù Tiêu Chính Văn may mắn không chết thì có thể thế nào nữa. Sau khi bị nhát kiếm này đánh bị thương nặng thì mấy người họ cũng có thể tùy ý đánh chết Tiêu Chính Văn. Dù sao hôm nay họ tuyệt đối cũng không để Tiêu Chính Văn sống sót. Quy tắc trận đấu gì cơ chứ, quy tắc đó chỉ dành cho kẻ yếu mà thôi. Người của Thiên Kiếm Tông cần tuân thủ quy tắc sao? Cần không? Đáp án dĩ nhiên là không. Kẻ mạnh có thể xem thường quy tắc, có thể tùy ý giết chết người yếu thế. Đây chính là quy tắc và pháp quy của võ tông. Ngay lúc mấy đệ tử của Độ Thiên chân nhân đang bàn tán với nhau thì Tiêu Chính Văn đã dùng con dao quân đội năm cạnh trong tay đỡ lấy kiếm của Độ Thiên chân nhân. Khoảnh khắc ánh bạc đó chạm vào thanh kiếm, xung quanh hệt như đất núi sạt lở, ngay cả dân cư sinh sống ở thị trấn Lệ Sơn cũng cảm nhận được mặt đất rung chuyển. Nhiều người lầm tưởng có động đất, hoảng sợ nửa đêm nửa hôm chạy ra khỏi nhà. Chỉ thấy rừng cây xung quanh sơn trại bị bật cả gốc lên, thú rừng trong đó cũng bỏ chạy tán loạn. Sóng khí màu trắng bạc như muốn nuốt chửng hết cả thế gian nhanh chóng tỏa ra xung quanh thành hình tròn, hễ bị thứ gì đó đụng vào sóng khí này thì lập tức biến thành một vũng máu. Mấy tên đệ tử của Độ Thiên chân nhân cũng lần lượt hộc máu. Đông Phương Viêm có thực lực yếu nhất càng bị sóng khí đánh văng xa ra, sau đó nôn ra một ngụm máu lớn. Tiếp đó đất cát bay tứ tung. Vài tên đệ tử của Độ Thiên chân nhân cũng nhìn về phía hai người trong sân. Điều khiến bọn họ ngạc nhiên trợn mắt nhìn là Tiêu Chính Văn lại không chết. Sao, sao có thể chứ? Hắn, rõ ràng hắn đã trúng đòn chí mạng của sư phụ rồi mà. Không, không phải chứ. Lẽ nào cậu ta là cậu ta? Đến khi sóng khí xung quanh hoàn toàn tản đi, Độ Thiên chân nhân lùi lại nửa bước, kiếm ảnh cực lớn cũng dần biến mất. Khụ. Cuối cùng Độ Thiên chân nhân vẫn không chịu đựng được mà ho ra một ngụm máu. Sư phụ, vài tên đệ tử của Độ Thiên chân nhân vừa định bước đến thì Độ Thiên chân nhân vội vàng khoát tay nói, lùi lại. Mấy người đó khiếp sợ mặt mày trắng bệch, lại lùi về chỗ cũ, hoảng sợ nhìn Tiêu Chính Văn. Phụt, sau đó Tiêu Chính Văn cũng phun ra một ngụm máu nhưng vẫn cười nói với Độ Thiên chân nhân, cũng chỉ có thế thôi. Chương 1173 chúng ta sẽ gặp nguy hiểm mất. Độ Thiên chân nhân lại ho sặc sụa một trận, máu từ trong miệng chảy ra, ánh mắt hoảng hốt nhìn Tiêu Chính Văn. Thế mà trong khoảnh khắc vừa nãy anh lại đột phá từ cảnh giới bán bộ thiên vương địa cấp 3 sao lên một cảnh giới mới.
Lúc này Tiêu Chính Văn đã đạt tới cảnh giới bán bộ thiên vương thiên cấp 4 sao. Hai người chỉ thua kém nhau nửa cảnh giới, nhưng Độ Thiên Chân Nhân đã sử dụng con át chủ bài của mình. Mà Tiêu Chính Văn vẫn còn một lá bài bí mật nữa. Anh vẫn chưa sử dụng đến thanh giáo dài liệt long, đây chắc chắn là chiêu chí mạng cuối cùng khiến đối phương có thể chết ngay chỉ với một đòn tấn công. Lúc này Tiêu Chính Văn mới nhận ra mỗi một cấp bậc trong cảnh giới thiên vương chính là một lần sống lại. Lúc nãy trong quá trình anh lĩnh ngộ được tuyệt chiêu cả đời của Độ Thiên Chân Nhân thì cũng nhận ra một sức mạnh khác trong thế giới này, đó là sự sống và cái chết. Sinh tử liền kề nhau như hình với bóng, đạo trời tuần hoàn cứ lặp đi lặp lại, cũng là một loại sức mạnh của giới tự nhiên, là một trong những lực vô hình của thế giới. Lúc nãy có thể đỡ được một đòn của Độ Thiên Chân Nhân là vì Tiêu Chính Văn đã từ bỏ sự sống, mà một mặt khác của cái chết lại vừa vặn là sự sống. Vì thế cảnh giới sức mạnh của anh cũng tăng lên nhanh chóng. Ngay khi con dao quân đội năm cạnh chạm vào thanh kiếm, Tiêu Chính Văn đã thoát khỏi sự sống trong cái chết, tránh được một kiếp nạn thì không nhắc đến, anh còn trở thành người được lợi nhất trong trận chiến này. Lúc này Độ Thiên Chân Nhân đã hoàn toàn suy sụp. Ngay cả mấy tên đệ tử của Độ Thiên Chân Nhân cũng nhận ra một sự thật. Tiêu Chính Văn là một cao thủ có thể sánh ngang với Độ Thiên Chân Nhân mà họ phải ngẩng đầu ngưỡng mộ. Có lẽ trận chiến này Thiên Tông Kiếm sẽ trở thành trò cười của Võ Tông. Trưởng giáo tông môn lớn đứng trong top 3 lại không đánh bại được một thanh niên chỉ hơn 20 tuổi. Hơn nữa trong quá trình giao đấu lại để người ta đột phá cảnh giới, trở thành đá luyện kim của Tiêu Chính Văn. Đây đúng là một sự sỉ nhục đáng xấu hổ. Ngộ nhỡ sư phụ thua thì chúng ta sẽ gặp nguy hiểm mất. Không đâu, đừng nói năng bậy bạ. Từ khi sư phụ thành danh đến giờ chưa từng thua bất kỳ ai, ngậm cái miệng quả đen của cậu lại đi. Hừ, mọi người nhìn đi, hôm nay chắc chắn Tiêu Chính Văn sẽ chết thôi. Mấy tên đệ tử của Độ Thiên Chân Nhân lại ồn ào bàn luận. Mặc dù Tiêu Chính Văn và Độ Thiên Chân Nhân đều nôn ra máu, cũng đều bị thương nhưng lúc này cảm nhận của hai người lại hoàn toàn khác. Nội tạng Độ Thiên Chân Nhân như bị xé nát, máu cứ liên tục trào ra. Thậm chí bây giờ cụ ta không còn sức để cầm kiếm lên nữa. Thanh kiếm dài trong tay dường như nặng cả nghìn cân. Đòn tấn công bằng kiếm vừa nãy không chỉ gây ra thương tích da thịt của Độ Thiên Chân Nhân mà còn là một cú sốc về mặt tinh thần. Khiến cụ ta hoàn toàn mất đi lòng tin và can đảm nói rằng có thể đánh bại thanh niên trước mặt này. Dù thế nào cụ ta cũng không hiểu rốt cuộc một thanh niên hơn 20 tuổi như Tiêu Chính Văn sao có thể lĩnh ngộ được thứ mà cụ ta dành tâm huyết cả đời mới có thể hiểu được. Sao có thể chứ? Sao một thanh niên hơn 20 tuổi lại có thể bất phân thắng bại với cụ ta như vậy được? Đây không phải là điều ai cũng có thể làm được chỉ dựa vào lòng can đảm, càng không thể chỉ dựa vào thiên phú dị thường. Nếu không Độ Thiên Chân Nhân đã chết trong tay mấy nhân tài trẻ đó lâu rồi. Nhưng so sánh ra thì hơi thở của Tiêu Chính Văn cũng đã yếu đến cực điểm, có điều Tiêu Chính Văn lại đang hồi phục với tốc độ rất nhanh. Chương 1174 kiếm cảnh khác hẳn với cảnh giới. Suy cho cùng anh vừa mới đột phá cảnh giới, có nghĩa là đang thích ứng với một cảnh giới hoàn toàn mới. Hơn nữa từ nay trong mắt Tiêu Chính Văn, cảnh giới thiên vương thiên cấp 4 sao cũng không còn là sự tồn tại bất khả chiến bại nữa. Chỉ còn nửa cảnh giới nữa mà thôi, đi ngược dòng tuyệt đối là điều không thể. Hơn nữa lúc này Tiêu Chính Văn không cảm nhận được bất kỳ cơn đau nào trên cơ thể. Lúc nãy muốn đỡ đòn của Độ Thiên Chân Nhân là thật, nhưng lúc anh nôn ra ngụm máu đó lại là lúc anh đột phá, ép buộc bản thân sử dụng một lực vượt quá khả năng chịu đựng của cơ thể nên mới bị sinh ra tác dụng phụ. Cậu thanh niên, cậu cũng khá lắm. Với độ tuổi của cậu mà có thể liên tiếp đỡ được hai chiêu của tôi quả thật là người có thể ngạo mạn. Độ Thiên Chân Nhân nghỉ ngơi khoảng 10 phút mới dần khôi phục lại khí huyết đang không ngừng trào dâng của mình. Ông cũng khá lắm, lớn tuổi như vậy mà vẫn có thể đánh tôi ra nông nỗi này, cũng xem như là một ông lão cường tráng. Nhưng tôi rất muốn xem chiêu thứ ba của ông sẽ gây bất ngờ gì cho tôi. Tiêu Chính Văn lau vết máu trên khóe miệng, nở nụ cười miễn cưỡng nói. Độ Thiên Chân Nhân khẽ gật đầu, hít sâu một hơi đáp, đến tận bây giờ, cậu là người trẻ tuổi đầu tiên dám nói chuyện với tôi bằng giọng điệu này đấy. Nhưng tiếc là cậu vẫn còn quá trẻ, một số thứ cần phải có thời gian, đôi khi cảnh giới tăng lên nhanh quá cũng không phải là chuyện tốt.
lúc này uy lực của Độ Thiên Chân Nhân bỗng thay đổi. Mặc dù vẫn đứng ở đó nhưng Độ Thiên Chân Nhân giống như hòa lại làm một với mọi thứ xung quanh. Tiếp theo, xảy ra một cảnh tượng khiến mọi người kinh ngạc thảng thốt. Chỉ thấy Độ Thiên Chân Nhân hơi khuỵu gối nhảy lên, sau đó tay cầm thanh kiếm dài lao về phía Tiêu Chính Văn, tốc độ của đòn tấn công này rất chậm. Chậm đến mức như đang phát lại ống kính quay chậm. Nhưng đòn tấn công này cũng như hòa làm một với trời đất, ngay cả trong không khí xung quanh cũng tràn ngập sát khí và kiếm khí. Đây là... Tiêu Chính Văn nghĩ ngay đến một từ anh đã đọc được trong Thiên Sơn Thư Lục. Kiếm cảnh. Đây là cảnh giới tối thượng, cũng là cảnh giới mà vô số cường giả sử dụng kiếm thành thạo theo đuổi. Tất cả những người đạt đến kiếm cảnh chỉ cần xoay chuyển tâm tư là có thể biến mọi thứ xung quanh thành vũ khí của mình. Thậm chí bao gồm cả không khí, vì thế có thể giết người trong vô hình. Lúc này mấy đệ tử của Độ Thiên Chân Nhân mới bật cười thành tiếng. Hừ, đây mới là chiêu chí mạng thật sự của sư phụ này. Thằng danh, mày chưa từng thấy phải không? Không chỉ có Tiêu Chính Văn chưa từng thấy mà ngay cả Đông Phương Viêm cũng chưa từng nhìn thấy Độ Thiên Chân Nhân sử dụng chiêu này bao giờ. Tuyệt chiêu bí mật mà Độ Thiên Chân Nhân giấu kín nhiều năm con át chủ bài thật sự của cụ ta đã bại lộ, nhưng thế thì đã sao? Kiếm cảnh khác hẳn với cảnh giới. Không phải đạt đến cảnh giới cao là có thể tiếp thu được. Điều này hoàn toàn dựa trên sự hiểu biết về kiếm, về khí, thậm chí là hiểu biết về vạn vật trong thế giới. Chương 1175 tuyệt đối không thể. Dù có biểu diễn 10.000 lần thì Tiêu Chính Văn cũng đừng hòng học theo được. Tiêu Chính Văn cũng cảm nhận được mối nguy hiểm, hết sức nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Độ Thiên Chân Nhân. Cùng lúc đó trong sân có một cơn gió thoảng qua, cơn gió này chậm rãi thổi về phía Tiêu Chính Văn đang đứng. Nhưng anh không hề cảm thấy mát mẻ, mà chỉ có sát khí vô tận. Ngay cả quần áo của Tiêu Chính Văn cũng bị cơn gió này thổi bay. Xem ra hôm nay giữa tôi và ông chỉ có một người có thể sống sót. Nếu đã vậy thì để ông trời quyết định xem người đó là ai. Tiêu Chính Văn bỗng trợn tròn mắt vung tay lên ném con dao quân đội năm cạnh về phía Độ Thiên Chân Nhân. Hừ, cậu thanh niên, hôm nay là ngày chết của cậu. Độ Thiên Chân Nhân chưa nói hết câu đã cảm nhận được sự khác thường của Tiêu Chính Văn. Đột nhiên một thanh giáo dài màu đỏ bỗng bắn ra mang theo sức mạnh không gì sánh được lao thẳng vào ngực Độ Thiên Chân Nhân. Ban đầu, Độ Thiên Chân Nhân còn tưởng bởi vì cụ ta quá mệt nên bị hoa mắt, vì vậy mới có cảm giác như nhìn thấy một thanh giáo dài màu đỏ. Tuy nhiên, khi sức lực này càng lúc càng trở nên mạnh hơn, Độ Thiên Chân Nhân cũng phát hiện ra điều bất thường. Cho dù cụ ta có mệt mỏi đến thế nào, cũng không thể bị hoa mắt. Chỉ trong chớp mắt, cảm giác nguy hiểm tột độ đã ập đến. Hai chân của Độ Thiên Chân Nhân bất giác run lên. Thậm chí, cụ ta phải điều chỉnh lại tư thế đứng, muốn dùng thanh kiếm dài trên tay để chống lại. Nhưng cảm giác nguy hiểm tột độ này đã nhanh chóng khiến Độ Thiên Chân Nhân cảm thấy tuyệt vọng. Đó là gì vậy? Mấy người đệ tử của Độ Thiên Chân Nhân đều giật mình hoảng hốt. Họ chỉ thấy một thanh giáo dài màu đỏ dường như được biến ra từ không khí, đột nhiên xuất hiện trong lòng bàn tay của Tiêu Chính Văn, rồi sắp đâm thẳng vào ngực Độ Thiên Chân Nhân với tốc độ cực nhanh. Ba nhát kiếm của ông thực sự khiến tôi vô cùng thất vọng, nhưng một mũi giáo này của tôi tuyệt đối sẽ không làm ông thất vọng đâu. Tiêu Chính Văn gầm lên rồi đâm mũi giáo về phía trước. Không, đừng giết tôi. Con người của Độ Thiên Chân Nhân đầy vẻ khiếp sợ. Lẽ nào cụ ta lại chết trong tay một cậu thanh niên như vậy sao? Không, tuyệt đối không thể. Nhưng với kinh nghiệm chiến đấu của mình, Độ Thiên Chân Nhân biết cụ ta khó có thể chịu nổi mũi giáo này của Tiêu Chính Văn. Dầm, Độ Thiên Chân Nhân dứt khoát quỳ xuống trước ánh mắt kinh hãi của mấy người đệ tử. Đừng giết tôi sẵn sàng thần phục cậu. Độ Thiên Chân Nhân hoàn toàn không bận tâm đến mặt mũi gì nữa. Lúc này giữ được tính mạng mới là ưu tiên hàng đầu. Vù. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 58.